chương 160, nói xạo, cái này xem xét, tiêu chiến miệng há đại, kinh hãi tột đỉnh, trong mắt mất đầy đất, toàn bộ người ngây ra như phỗng Chỉ thấy tại huyết trào thanh ưng chấn động phía dưới, mỗi người đều sắc mặt tái nhợt, gắt gao bắt lấy huyết trào thanh ưng lông vũ, không dám buông tay. Nhưng là tần trần, nhưng lại thập phần bình tĩnh, tại huyết trào thanh ưng thân hình chấn động lập tức, thuận lý thành trương lật ra một cái thân, theo trước kia nằm, biến thành đang nằm. Cái này như người phía dưới, trên người hắn chân khí vòng bảo hộ vì theo biến hình, như trước một mực dán tại huyết trào thanh ưng sau trên lưng, căn bản không bị ảnh hưởng. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được, tiêu chiến chỉ cảm thấy trong óc phát mộng, cơ hồ điên mất. Tần trần phương thức hắn tuy nhiên đơn giản, hắn cũng thấy hiểu, nhưng là muốn phục chế, lại cơ hồ không có khả năng. Bởi vì huyết trào thanh ưng đang chấn động thời điểm, bốn phía sức gió là không ngừng biến hóa đấy, lại nương theo phương hướng biến hóa, vỗ cánh chấn động vân. Vân, đợi một tí, khiến cho tần trần bên ngoài thân chân khí vòng bảo hộ, muốn tùy theo biến hóa, mới có thể thủy chung bảo trì cố định tại huyết trào thanh ưng sau trên lưng. Cái này toàn bộ quá trình, thập phần dườm ra, một khi có chút sai lầm, cũng sẽ bị ném bay ra ngoài. Liền tiêu chiến mình cũng không dám nếm thử. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể tần trần, rõ ràng dễ dàng tự làm được, tiêu chiến chỉ cảm thấy trong óc phát mộng, cảm thấy đại não có chút không đủ dùng. Kẻ này, khẳng định còn có cái gì đặc thù phương pháp xử lý, mới có thể làm cho mình như vậy cố định tại huyết trào thanh ưng trên lưng tiêu chiến giật mình trương nghị thì là khiếp sợ hắn cố ý chọc giận huyết trào thanh ưng tự là muốn cho huyết trào thanh ưng đem tần trần ném bay ra ngoài ai biết tần trần một chút sự tình đều không có không có khả năng cái này chấn động phía dưới coi như là thiên cấp cường giả không có phòng bị cũng tất nhiên té rất không thể nghi ngờ cái kia tần trần rõ ràng nằm ở huyết trào thanh ưng sau trên lưng như thế nào một chút sự tình cũng không có trương nghị nghĩ mãi mà không rõ trong lòng thầm giận tràn ngập thất lạc liền như vậy đều làm cho bất tử tên kia thật sự là đã gặp quỷ rồi. các ngươi vừa rồi là ai làm bị thương rồi tiểu thanh? lúc này nguyên phong đại sư đột nhiên quay đầu lại nghiêm nghị gầm lên. vừa rồi hắn vào huyết trảo thanh ưng trải qua câu thông phát hiện huyết trảo thanh ưng tức giận nguyên nhân dĩ nhiên là có người tại nó phía sau lưng thượng làm bị thương rồi nó. cái này lại để cho nguyên phong tức giận vạn phần. cái này huyết trảo thanh ưng là hắn hao phí đại một cái giá lớn. xin đại tề quốc rất nhiều cao thủ hỗ trợ bỏ ra cực thời gian dài, mới thật không dễ dàng phục tùng đấy. Chính hắn đều bảo bối vạn phần, như là nhi tử đồng dạng nuôi, không chịu để cho hắn thụ nửa điểm ủy khuất. Nhưng hôm nay, lại có người dám can đảm tổn thương hắn huyết trào thanh ưng, lại để cho hắn như thế nào không tức giận. Vạn nhất huyết trào thanh ưng dưới sự phẫn nộ, thoát ly hắn trói buộc, vậy phải làm thế nào? Không có huyết trào thanh ưng, hắn làm sao có thể ly khai Tây Bắc Nam Quốc, tiến vào càng bao la thiên địa. Lạnh lùng hào khí tỏ khắp, tất cả mọi người tại nguyên phong dưới ánh mắt, câm như hến, không dám lên tiếng. Đồng thời ám tự suy đoán, đến tột cùng là ai, dám can đảm làm ra chuyện như vậy. Hại chết người không nói, còn chính mình muốn chết, các ngươi không nói thật không, nếu như hiện tại thừa nhận, cái kia thì cũng thôi đi, nếu không lát nữa lại để cho ta tìm đến, đừng trách ta không khách khí. Nguyên Phong tức giận, làm việc tình, rõ ràng còn không thừa nhận. Tiêu chiến lông mày cũng nhíu một cái, nói ai làm thừa nhận thoáng một phát không được sao, ta cũng biết ngươi nhất định là vô tâm chi mất, nói ra chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì trương nghị trái tim bang bang nhanh hơn hai cái nhảy lên biểu lộ lại thập phần chấn định thầm nghĩ ta vừa mới ra tay thập phần che giấu có lẽ không có người phát hiện là ta trong lúc nhất thời ưng trên lưng không có người nói chuyện nguyên phong hừ lạnh một tiếng đúng lúc này tần trần đột nhiên ngồi dậy ngáp một cái nói ta biết là ai làm đấy là ai lập tức ánh mắt mọi người đều đã rơi vào trên người hắn tần trần nhìn về phía trương nghị thản nhiên nói chính là hắn Tần Trần ngươi đánh rắm, Trương Nghị trái tim kinh hoàng, mạnh mà đứng lên, thân sắc tức giận, người tại nói hưu nói vượn mấy thứ gì đó. Hắn mất thăng bằng, thiếu chút nữa bị gió thổi phi, vội vàng lại nằm xuống, gắt gao bắt lấy huyết trảo thanh ưng lông vũ. Ngươi xác định, Nguyên Phong âm trầm xem ra, đương nhiên xác định, ta vừa rồi giành mạch chứng kiến, Trương Nghị một quyền oanh tại huyết trảo thanh ưng trên lưng, hẳn là muốn kiểm tra một chút huyết trảo thanh ưng lực phòng ngự a. Tần Trần rất là chán ghét nhìn xem Trương Nghị, nói thật, đối với huyết trào thanh ưng phòng ngự ta cũng rất tò mò, nhưng là, người cũng không cần phải dùng như vậy lực mạnh a, à, quả thực là muốn một quyền đánh chết huyết trào thanh ưng, làm như vậy đến cùng đối với người có chỗ tốt gì. Phốc, Trương Nghị tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một búng máu ra, lo lắng nói, Nguyên Phong Đại Sư, Tiêu Chiến Đại Nhân, người đừng nghe Tần Trần nói hưu nói vượt, ta vừa rồi căn bản không có động thủ. Rồi sau đó phẫn nộ nhìn xem Tần Trần, cả giận nói, Tần Trần, vừa rồi huyết trào thanh ưng bị tập kích thời điểm, người vừa rồi rõ ràng nằm tại đó, đầu có chút nghiêng về cạnh ngoài, con mắt cũng nhắm, làm sao có thể chứng kiến cử động của ta, căn bản chính là tại nói hưu nói vượt. Ồ, tần trần kinh dị lên tiếng, hiếu kỳ nói, người như thế nào đối với cử động của ta hiểu rõ rõ ràng như vậy. Huyết trào thanh ưng chấn động thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi, dốc sức liều mạng bắt lấy huyết trào thanh ưng thân thể, người rõ ràng còn có dỗi dãnh tình lịch sự tao nhã đến quan sát ta, hơn nữa một điểm không có thụ huyết trào thanh ưng chấn động ảnh hưởng, chật chật, không hổ là thiên tài, sở trường dự liệu trước huyết trào thanh ưng cử động, lợi hại, lợi hại. Tần Trần chập chập lên tiếng, vẻ mặt bội phục, tất cả mọi người phẫn nộ nhìn về phía Trương Nghị, hoàn toàn chính xác, vừa rồi huyết trào thanh ưng đột nhiên chấn động, bọn hắn kinh hoàng phía dưới, từng cái đều kìm lòng không được lại bắt lấy huyết trào thanh ưng thân thể, liền cố lấy chính mình cũng không kịp, cái đó còn có dỗi rãnh tình lịch sử tao nhã đi quan sát người khác. Ta, Trương Nghị á khẩu không trả lời được, suốt mồ hôi chán, bỗng nhiên ánh mắt lườm đến Tử Huân công chúa, vội vàng xạo xạo nói, ta vừa rồi chỉ là đang nhìn tử huân công chúa, mới quan sát đến ngươi, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Tử huân công chúa sắc mặt trầm xuống, thân sắc tức giật, nói trương nghị, ngươi nhìn ta làm gì? Tử huân công chúa, ngươi dung mạo tuyệt mỹ, giống như trên trời tiên tử, trương mố kìm lòng không được đã bị ngươi hấp dẫn, kính xin tử huân công chúa đừng nên trách. Trương nghị cường tráng lấy gan nói ra, hắn đã hạ quyết tâm, tình nguyện chính mình bị tử huân công chúa chán ghét, cũng tuyệt đối với không thể thừa nhận sự tình vừa rồi. Tử huân công chúa khí đến sắc mặt ửng đỏ, nếu như không phải tại huyết trảo thanh ưng sau trên lưng, nàng hận không thể cho trương nghị một cái tát. Nguyên phong đại sư, tiêu chiến đại nhân, ta vừa thề, ta lúc trước tuyệt đối với không có đối với huyết trào thanh ưng xuất thủ, tần trần là vì trả thù ta, mới cố ý nói như vậy. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta đều ngồi ở huyết trảo thanh ưng trên lưng, chỉ có tần trần cử chỉ quỷ dị, rõ ràng nằm ở huyết trảo thanh ưng trên lưng, người bình thường sao có thể làm được. Nói không chừng là hắn dùng rồi cái gì bí pháp, làm bị thương rồi huyết trào thanh ưng, lúc này mới chọc giận huyết trào thanh ưng. Hắn vu hãm ta, nói không chừng là cố ý muốn rửa sạch chính mình hiểm nghi. Không thể không nói, trương nghị ra mặt thật dày, hơn nữa phản ứng linh mẫn, đúng lúc này, rõ ràng trả đũa. Nguyên Phong nhìn về phía tần trần, không thể không nói, trương nghị nói cũng rất có đạo lý. Nếu không có thi triển cái gì bí pháp, dùng tần trần một chỗ cấp sơ kỳ võ giả, làm sao có thể chỉ bằng chân khí, liền ổn thỏa huyết trào thanh ưng trên lưng. Bực này năng lực, mặc dù là hắn cũng chưa chắc có thể làm được nghĩ tới đây nguyên phong trong mắt hoài nghi càng lớn không nổi dò xét tần trần không chỉ có là hắn ở đây những người khác cũng đều hồ nghi nhìn xem tần trần không thể không nói tần trần lúc trước cử động quá mức cổ quái người bình thường đều làm không được bị mọi người như vậy chằm chằm vào tần trần biểu lộ lại thập phần bình tĩnh nói đã tất cả mọi người không tin ta như vậy chỉ cần hỏi một câu huyết trào thanh ưng là được rồi nó khẳng định biết rõ mới vừa rồi là ai bị thương nó hỏi huyết trào thanh ưng mọi người lập tức lộ làm ra một bộ liếc xi si y hệt bộ dáng ngươi cho rằng huyết trào thanh ưng là nhân loại đâu này hỏi nó sẽ trả lời cuống chi nếu như thông qua cùng huyết trào thanh ưng câu thông tự có thể biết đáp án nguyên phong đại sư cũng sẽ không mở miệng hỏi thăm sớm cứ như vậy làm huyết trào thanh ưng éo biết nói chuyện chỉ có thể biểu đạt cảm xúc ta tuy nhiên là tuần thú sư nhưng cũng chỉ có thể thô sơ giản lược biết rõ nó biểu đạt đi ra ý tứ mà không thể lên tiếng hỏi sở đến tột cùng là ai tổn thương nó Nguyên Phong Đại Sư hừ lạnh, nếu như Nguyên Phong Đại Sư làm không được, có thể để cho ta tới thử một lần, cùng huyết trảo thanh ưng câu thông thoáng một phát. Cho người thử một lần, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả mọi người gặp quỷ rồi y hệt nhìn xem Tần Trần. Cái này Tần Trần đầu óc tiến phân A, hắn cho rằng hắn là ai, tuần thú sư sao, liên phục tùng huyết trảo thanh ưng Nguyên Phong Đại Sư cũng không cách nào làm được cùng huyết trảo thanh ưng tự nhiên câu thông, Ngươi một cái tiểu thí hài đi lên có thể làm cái gì còn câu thông thoáng một phát người hiểu thuần thú sao người biết nói sao cùng huyết thú câu thông sao triệu linh san người thấy được chưa cái này tần trần căn bản chính là cái yêu nói mạnh miệng yêu đồ mặt dày ra hỏa người có thể ngàn vạn đừng để bên ngoài hắn lừa tử huân công chúa thừa cơ truyền âm cho triệu linh san vẻ mặt khinh thường nhìn xem tần trần triệu linh san cái chán lập tức hiển hiện hắc tuyến khí đạo tử huân tỉ tỉ người thật sự lầm rồi hơn nữa Tần Trần cũng không phải nói cái chủng loại kia người. Tử huân công chúa không nghĩ tới triệu Linh San đúng lúc này còn để Tần Trần nói chuyện, vẻ mặt im lặng lắc đầu, xem ra Linh San chúng độc quá sâu, không được, nhất định không thể để cho cái này Tần Trần đem Linh San cho tai họa rồi. Tử huân công chúa âm thầm cắn răng, ánh mắt kiên định thề. Không để ý đến mọi người hoài nghi, Tần Trần tại ưng trên lưng, thoáng cái đứng lên. Tần Trần ngươi làm gì, còn không mau điểm ngồi xuống. Tiêu chiến kinh hãi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng đi tiến lên đây. Cái này tần trần cũng quá lớn gan, rõ ràng tại huyết trào thanh ưng phía sau lưng thượng đứng lên, cái này không phải là tìm chết sao. Huyết trào thanh ưng tốc độ phi hành, sao mà cực nhanh, tự tính toán thiên cấp cường giả cũng chưa chắc có thể ở hắn trên lưng đứng vững. Tần trần như vậy cái địa cấp võ giả, chỉ sợ vẫn chưa hoàn toàn đứng lên, cũng đã bị kình phong thổi bay ra ngoài rồi. Kinh sợ phía dưới, tiêu chiến vội vàng muốn xuất thủ, chỉ là không đợi hắn đi vào tần trần trước mặt, sau một khắc, rũi ra tay thoáng một phát đình trệ chỉ thấy tần trần vững vàng đứng tại huyết trào thanh ưng sau trên lưng kinh phong thổi lất phất hắn áo bảo bay phất phới có thể hắn lại hồn nhiên chưa phát giác ra thân hình không có nửa điểm lắc lư như dẫm trên đất bằng làm sao có thể tiêu chiến cả kinh trọng mắt đều nhanh chừng phát nổ miệng như là có thể nhét vào một quả trứng gà phải biết coi như là hắn cũng là đem tứ gia huyền cấp chân khí thúc dục đến mức tận cùng mới gắt gao đính tại huyết trào thanh ưng sau trên lưng tần trần một chỗ cấp võ giả sao có thể làm được điểm này trước mắt bao người Tần Trần bình tĩnh đi tới huyết trảo thanh ưng cái cổ địa phương. Đứng lại, Nguyên Phong đại sư lạnh quát một tiếng, ngăn cản Tần Trần tiếp tục hướng trước. Người muốn tại sao cùng huyết trảo thanh ưng câu thông, thần sắc hắn ngưng trọng nhìn xem Tần Trần, nghi hoặc hỏi. Ngay từ đầu, hắn đối với Tần Trần thập phần khinh thường, có thể theo Tần Trần tại huyết trảo thanh ưng trên người biểu hiện ra ngoài quỷ dị cử động, lại làm cho hắn không thể không để ý lên. Có thể ở bay nhanh huyết trào thanh ưng trên lưng như giẫm trên đất bằng đi đi lại lại, tuyệt đối với không phải một người bình thường có thể làm được đấy, nhất định có hắn chỗ hơn người. Những người khác, lúc này cũng đều biểu lộ ngưng trọng, nguyên một đám nín thở ngưng thần. Đặc biệt là Triệu Linh San, càng là âm thầm chờ mong. Những, này thiên cùng Tần Trần ở chung, lại để cho nàng ẩn ẩn cảm thấy, Tần Trần đã không gì làm không được, lời hắn nói, rất có thể thật có thể làm được. Nguyên một đám liền hô hút đều đình trệ rồi, gắt gao chằm chằm vào Tần Trần, muốn nhìn hắn như thế nào cùng huyết trào thanh ưng câu thông không có việc gì ta ở chỗ này là được rồi bị nguyên phong đại sư ngăn lại tần trần mặt không biểu tình trực tiếp đứng lại hắn có chút ngồi xổm xuống dùng tay vuốt ve huyết trào thanh ưng lông vũ cử chỉ nhu hòa phảng phất ẩn chứa thần kỳ ma lực mọi người hô hấp đều đình trệ rồi nguyên một đám chừng to mắt tràn ngập hoảng sợ chẳng lẽ tần trần thật sự đối với thuần thú vô cùng có nghiên cứu hay sao có thể cùng huyết thú tiến hành câu thông cái này cũng thật bất khả tư nghị không không có khả năng hắn như thế nào sẽ hiểu thuần thú Trương Nghị khẩn trương trong lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập. Đúng lúc này, Tần Trần bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tất cả mọi người cả kinh, khẩn trương nhìn xem Tần Trần, chỉ thấy Tần Trần ngẩng đầu, tại huyết trảo thanh ưng bên tai hô, huyết trảo thanh ưng a hát huyết trảo thanh ưng, mới vừa rồi là ai bị thương ngươi, ngươi nếu như nghe được lời mà nói, đem hắn theo trên lưng ngươi ném đi xuống đi, hung hăng cho hắn một bài học. Phốc thông, trong nháy mắt, tất cả mọi người ngã sắp xuống, nguyên một đám quả thực nhanh điên rồi. Đậu xanh rau má, còn tưởng rằng tần trần đối với thuần thú có nghiên cứu, muốn thi triển cái gì bí pháp, chỗ chỉ chờ mong không thôi, ai biết thằng này cái gọi là câu thông, tự là trực tiếp ngay tại huyết chảo thanh ưng bên tai nói chuyện. Còn em ngươi, cái này muốn tính toán cái gì câu thông? Huyết chảo thanh ưng là huyết thú, nếu là có thể nghe hiểu tiếng người, mỗi người đều là tuần thú sư rồi, còn luân đến ngươi. Mọi người chỉ cảm thấy đại não choáng váng, vô lực đậu đen rau muống. Tần trần, cái này là ngươi câu thông, tiêu chiến mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, nhìn xem tần trần, thằng này dùng là tất cả mọi người là ngu ngốc sao. Ha ha ha, chết cười ta rồi, ai ôi, má ơi, tử huân công chúa cười nước mắt đều nhanh đến rơi xuống rồi, thiếu chút nữa theo lưng chim ưng thượng té xuống. Tần trần, ngươi là tại đùa nghịch chúng ta sao? Trương Nghị trong nội tâm một tảng đá rơi xuống đất, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, mặt lộ vẻ dữ tợn, bạo phẫn nổ quát. Ngươi hay là cẩn thận một chút ha. Tần Trần quay đầu, nhìn xem Trương Nghị, trong mắt lộ vẻ trào phúng. Ta coi chừng, ha ha, ta coi chừng cái gì cũng không phải ta trương nghị triệt để thả lỏng dương dương đắc ý mở miệng chỉ là hắn còn chưa kịp đem nói cho hết lời đột nhiên lê y huyết trào thanh ưng một tiếng thét dài như là nghe hiểu rồi tần trần lời mà nói thân hình trong giây lát chấn động mãnh liệt tất cả mọi người sắc mặt đại biến trong nội tâm hoảng sợ chuyện gì xảy ra đến cùng phát sinh cái gì nguyên một đám gắt gao bắt lấy huyết trào thanh ưng phía sau lưng trương nghị cũng giống như thế hai tay gắt gao nắm chặt huyết trào thanh ưng lông vũ nhưng là theo cái kia lông vũ ở bên trong, đột nhiên truyền ra một cỗ cực lớn xung kích lực, không đợi hắn kịp phản ứng, cũng đã bị cỗ này xung lượng sông đã bay đi ra ngoài, thoáng cái rơi xuống tầng mây. Không, cứu ta, trương nghị sắc mặt hoảng sợ, thê lương kêu thảm thiết theo dưới tầng mây phương truyền đến. Rồi sau đó, huyết trào thanh ưng chấn động đình chỉ, tất cả mọi người bình ổn lại. Nhưng là nội tâm của bọn hắn, lại một chút cũng không an ổn, nguyên một đám xoáy lên sóng to gió lớn. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ huyết trào thanh ưng thật sự nghe hiểu rồi tần trần lời mà nói. Đem làm bị thương người của hắn theo trên người chấn đi xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người không hiểu kinh hãi, không cách nào bình tĩnh. Nguyên phong đại sư, nhanh đi cứu Trương Nghị, tiêu chiến gấp vội mở miệng, nếu là Trương Nghị chết ở chỗ này, hắn sau khi trở về như thế nào hướng trinh nam hầu bàn giao. Tiểu Thanh, đi, Nguyên phong đại sư vỗ vỗ huyết trào thanh ưng cái cổ. Huyết trào thanh ưng vừa nghiêng đầu, tựa hồ bất mãn hết sức Nguyên phong đại sư yêu cầu. Lúc này thời điểm Nguyên Phong Đại Sư cũng hiểu được, lúc trước làm bị thương huyết trào thanh ưng đấy, rất có thể thật là trương nghị. Chỉ là đúng lúc này, huyết trào thanh ưng nhưng căn bản không nghe chỉ huy của hắn. Linh Vũ Vương, huyết trào thanh ưng không nghe ta mệnh lệnh rồi. Nguyên Phong Đại Sư bất đắc dĩ, huyết trào thanh ưng tuy nhiên là hắn phục tùng huyết thú, nhưng là, cả hai tầm đó thực sự không phải là nô dịch quan hệ, mà là đồng bọn. Hắn cũng không thể bức bách huyết trào thanh ưng đi làm nó không muốn làm một chuyện. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần, cái này huyết trào thanh ưng nghe hiểu được lời của ngươi, ngươi nhanh cùng cái này huyết trào thanh ưng nói một chút, khiến nó đi cứu Trương Nghị, Trương Nghị tuyệt đối với không thể chết ở chỗ này. Tiêu Chiến lo lắng nhìn về phía Tần Trần, hôm nay hắn chỉ có thể đem hy vọng, đặt ở Tần Trần trên người. Huyết trào thanh ưng chính là ta phục tùng huyết thú, tuy nhiên nó có thể nghe hiểu được tiểu tử này nói lời, nhưng là nó không muốn làm một chuyện, tự tính toán tiểu tử này đi nói cũng đồng dạng. Nguyên Phong đại sư hừ lạnh một tiếng, huyết trảo thanh ưng biến thành bộ dạng như vậy, còn không bởi vì tiểu tử này, liên hắn mà nói huyết trảo thanh ưng đều không nghe. Tần Trần nói tiểu có hiệu quả rồi hả? Nói đùa gì vậy? Huyết trảo thanh ưng cho tiểu tử kia một bài học là được rồi, thật giết chết hắn, Linh Vũ Vương sẽ rất phiền toái. Đã Linh Vũ Vương Tiêu Chiến mở miệng, Tần Trần cũng không thể không nể tình, dù sao lúc trước thủ lĩnh võ Vương Tiêu Chiến đối với hắn hay là có chút chiếu cố đấy. Cuống chi ở chỗ này giết chết trương nghị cũng không phải rất thuận tiện. Ôi, nghe xong tần trần lời mà nói, huyết trào thanh ưng không tình nguyện thét dài một tiếng, thân hình đột nhiên gặp lại, hướng phía dưới tầng mây phương cực nhanh mà đi. Vậy mà thật nghe xong, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nguyên một đám há hốc mồm. Vừa rồi liền nguyên phong đại sư mệnh lệnh huyết trào thanh ưng đều không nghe, như thế nào tần trần vừa nói lời nói, huyết trào thanh ưng tự đi. Không phải hoa mắt a à, ở trong đó, nhất sụp đổ hay là nguyên phong đại sư. Đến tột cùng tần trần là tuần thú sư hay là hắn là tuần thú sư, như thế nào cảm giác huyết trào thanh ưng là tần trần phục tùng huyết thú đồng dạng. Huyết trào thanh ưng tốc độ sao mà cực nhanh, thời gian trong nháy mắt, mọi người tự thấy được chính tại rơi xuống trương nghị, đã sợ hãi nước mắt giàn ruộng, toàn thân run rẩy mặt không có chút máu rồi. Bất mãn thét dài một tiếng, huyết trào thanh ưng tại trương nghị té rớt sơn mạch trước một khắc, đáp xuống, huyết sắc móng vuốt sắc bén kẹp lấy trương nghị phần eo, lại lần nữa phóng lên trời. Nhanh lại để cho trương nghị đi lên, nhìn cả người run rẩy đã sợ đến nói không ra lời trương nghị, tiêu chiến vội vàng quát. Ô ô, huyết trào thanh ưng vang lên hai tiếng. Tần Trần nói, huyết trào thanh ưng nói, nó chỉ có thể như vậy mang theo chương nghị phi hành. Đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Tuyệt đại đa số tông môn, đều đem tông môn chi địa thành lập tại huyết thú qua lại địa phương. Như vậy có hai chỗ tốt. Thứ nhất, tông môn là bồi dưỡng thiên tài địa phương, thành lập tại huyết thú qua lại địa phương, có thể làm cho trong môn đệ tử lịch lãm rèn luyện, càng thêm thuận tiện. Thứ hai, yêu tổ sơn mạch huyết thú hoành hành dễ thủ khó công, khiến cho tông môn khác muốn đánh lẫn nhau thời điểm, cũng tăng lên rất nhiều độ khó. Huyết linh trì, tắc thì ở vào yêu tổ sơn mạch tương đối trung bộ địa phương. Mấy ngày sau, đem làm huyết trào thanh ưng bay vào yêu tổ sơn mạch thời điểm, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt cho rung động. Chỉ thấy xa xa sơn mạch, uốn lượn về phía trước, như một đầu cự long, ngang qua đại lục, xanh um tươi tốt, quái thạch đá lởm chởm lại để cho nhân sinh suốt nhỏ bé cảm giác. Phóng nhãn nhìn lại, phía dưới là dậm rạp rừng nhiệt đới, khắp nơi đều có huyết thú gạo rú thanh âm truyền ra. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đó, có không ít huyết thú, yêu khí trùng thiên, mặc dù là tại ngàn mét cao bầu trời, cũng có thể cảm nhận được kinh khủng kia khí tức. Tất cả mọi người biến sắc, bực này huyết thú, coi như là thiên cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể ứng đối, chớ nói chi là bọn hắn những. Này địa cấp võ giả, tiêu chiến nói, yêu tổ sơn mạch ở bên trong, huyết thú rất nhiều, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp mà huyết linh trì vẫn còn yêu tổ sơn mạch ở trong chỗ sâu nếu không phải là có huyết trảo thanh ưng mang theo chẳng những muốn dùng nhiều mấy lần thời gian nhưng lại gặp được trùng trùng điệp điệp nguy hiểm không nghĩ qua là sẽ bị thương thậm chí vẫn lạc chi hai lần trước tiến về trước huyết linh trì chúng ta đại tề quốc đội ngũ đều có thương vong khá tốt lúc này đây có huyết trảo thanh ưng lý thanh phong nhẹ nhàng thở ra nói tiêu chiến lại nói kỳ thật tại trên bầu trời cũng không phải tuyệt đối với an toàn lời còn chưa dứt ôi từng đạo bén nhọn tiếng kêu to vang lên phía trước đột nhiên xuất hiện một đám đông nghịt toàn thân tách ra ngọn lửa màu tím loài chim huyết thú những nay huyết thú thân thể chỉ vẹn vẹn có nửa mét lớn nhỏ nhưng số lượng rất nhiều chừng trên trăm đầu lúc này cũng phát hiện tần trần bọn hắn cưỡi huyết chảo thanh ưng phần phật thoáng một phát phô thiên cái địa đánh úp lại là tử viêm điểu mọi người sắc mặt trắng bệch trong miệng kinh hô tử viêm điểu là cấp hai quần cư huyết thú cường đại tử viêm điểu thậm chí là tam giai thiên cấp huyết thú xuất động lúc thường thường trên trăm đầu cùng một chỗ gào thét mà đến, trên mặt đất bình thường thiên cấp huyết thú căn bản không dám anh hắn phong, hung tàn vô cùng. Bọn hắn cưỡi huyết trào thanh ưng tuy nhiên là thiên cấp huyết thú, nhưng là một khi bị đại lượng tử viêm điểu vây quanh, đồng dạng chỉ còn đường chết. Chỉ một thoáng, đại lượng tử viêm điểu như là mây dày giống như, điên cuồng vào tới. Chư vị coi chừng, chuẩn bị chiến đấu, nguyên phong đại sư biến sắc, vội vàng quát, sau một khắc, đại lượng tử viêm điểu đã điên cuồng đánh úp lại, nhiệt xúc, muốn chết, Linh Vũ Vương Tiêu Chiến sắc mặt lạnh lùng, trong tay phút chốc xuất hiện một thanh màu đen chiến đao, chỉ thấy Tiêu Chiến tay phải run lên, đầy trời màu đen ánh đao bỗng nhiên hiển hiện hư không, tầng tầng lớp lớp, mang theo kịch liệt tiếng thét, lập tức nhảy vào phía trước Tử Viêm chim thú bảy bên trong. Oanh, dậm dạp chằng chịt ánh đao bổ nhập Tử Viêm điểu bầy ở bên trong, lập tức truyền ra hoảng sợ kêu to thanh âm, đầy trời máu tươi vẩy ra, một kích mà xuống, đầy trời ánh đao như là một đài cối xay thịt, lập tức đem hơn 10 đầu cấp hai Tử Viêm điểu cho nuốt vào phốc 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 phốc, đại lượng tử viêm điều kêu thảm theo trên bầu trời ngã xuống, tiếng kêu thê lương. Không hổ là đại tế quốc đệ nhất cao thủ, tứ giai huyền cấp đỉnh phong võ giả, khoảng cách tông cấp chỉ có một bước ngắn, hoàn toàn chính xác bất phàm. Tần Trần ánh mắt nhíu lại, võ giả theo thiên cấp bước vào huyền cấp, chân khí sẽ gặp chuyển hóa làm càng cường đại hơn chân lực, một đao kia phía dưới, bình thường cấp hai huyết thú căn bản không cách nào ngăn cản. Huyết Trảo Thanh Ưng cũng huy động hai cánh, mang theo lưới dao gió cánh duyên, như là lưỡi dao sắc bén lập tức đem vài đầu tử viêm điểu chém thành hai đoạn nguyên phong đại sư cũng ngồi ở huyết trào thanh ưng đầu trong tay đột nhiên xuất hiện một cây trường tiên huy động tầm đó đem tất cả tử viêm điểu rút bạo thành huyết vụ, nhao nhao vẫn lạc nhưng lúc này đây tập kích tử viêm điểu số lượng thật sự quá nhiều dù vậy vẫn có một ít tử viêm điểu phá tan phòng ngự đi vào tần trần bọn hắn phụ cận lưng chim ưng thượng tần trần mấy người tuy nhiên tu vi không cao nhưng đều là đại tề quốc nhân vật thiên tài hơi kinh hãi về sau rất nhanh kịp phản ứng, nhao nhao xuất thủ. Chỉ một thoáng, vài đầu tử viêm đều bị mọi người chém giết, hữu kinh vô hiểm. Trong đó, Tần Phong là đáng sợ nhất, một trường đánh ra, trực tiếp hai đầu tử viêm đều bị oanh thành huyết vụ, quyền uy minh mông cuồn cuộn. Tại mọi người xuất thủ phía dưới, chỉ một lát sau, trên trăm tử viêm điều tựu đã chết đi nhất thời nữa khác. Tựa hồ biết rõ lợi hại, trong đó một đầu tử viêm đều đầu lĩnh minh kêu một tiếng, muốn chạy trốn. Chết, tiêu chiến một tiếng quát lớn, hai tay cầm đao, ngang nhiên chém xuống. Ông, một cỗ kỳ dị huyết mạch chi lực từ trên người hắn tách ra, theo sát lấy một cỗ đao khí theo chiến đao trung nhập vào cơ thể mà ra, lập tức bổ vào cái kia tử viêm điều đầu lĩnh trên người, thổi phù một tiếng, cái này ngày hôm trước cấp tử viêm điều đầu lĩnh đều không có phản ứng tới, liền bị lập tức chém giết, bạo là huyết phụ. Còn lại tử viêm điểu thấy thế, nhao nhao phát ra hoảng sợ kêu to, thương hoảng sợ mà trốn. Thời gian trong nháy mắt, tự biến mất không còn một mảnh, đến nhanh, đi cũng nhanh. Tiếp tục xuất phát, tu đao vào vỏ, Tiêu Chiến tiếp tục đứng ở huyết trào thanh ưng cái cổ bộ vị, thân hình lù lù bất động. Thật là đáng sợ, thiên cấp huyết thú, bị một đao chém giết, không thể tưởng tượng nổi. Lý Thanh Phong bọn người rung động, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, tâm trì hoa mắt. Lúc nào, mình cũng có thể có tu vi như vậy, chỉ sợ đủ để tại đại tế quốc đi ngang. Trải qua tử viêm điều cái này một lớp công kích về sau, mọi người tâm không hề nhẹ nhóm, đều ý thức được, tại đây không giống với đại tế quốc, chính là yêu tổ sơn mạch trên không, khắp nơi đều có thể gặp nguy hiểm ven đường tần trần bọn hắn lại đã tao ngộ hai tốp tập kích một lớp là một đầu thiên cấp đuôi sắt sư thú một cái khác sóng là một đầu thiên cấp hậu kỳ phượng vũ thú cái kia đuôi sắt sư thú bị tiêu chiến một đao chém giết có thể cái kia phượng vũ thú lại hết sức giảo hoạt tựa hồ biết rõ tiêu chiến lợi hại rất xa không ngừng phóng thích lưỡi dao gió cũng may huyết trào thanh ưng tốc độ cực nhanh lợi dụng tốc độ vượt qua phượng vũ thú tiêu chiến mới có thể đem hắn trọng thương khiến cho bỏ chạy mà đi mọi người một trái tim tất cả đều treo lên tại đây còn chưa tới yêu tổ sơn mạch chỗ sâu nhất, cũng đã gặp nhiều như vậy phi hành huyết thú, kế tiếp nếu như gặp lại đến một đầu tứ giai huyền cấp huyết thú, tại bên trên bầu trời, một khi chiến đấu mà bắt đầu. Mọi người tất nhiên sẽ có nguy hiểm tánh mạng, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nguyên phòng đại sư lúc này lại để cho huyết trào thanh ưng khống chế phi hành độ cao, tại yêu tổ sơn mạch trên không trăm mét chỗ bay nhanh mà qua. Bởi như vậy, tự tính toán gặp được nguy hiểm, cũng có cơ hội phản ứng. Chỉ có điều, cao như thế độ, chẳng những sẽ bị trên bầu trời loài chim bay huyết thú tập kích, có một ít đặc thù mặt đất huyết thú cũng có thể công kích được bọn hắn. Trên đường đi, tiêu chiến bọn hắn có chút khẩn trương. May mắn chính là, hơn ngàn dặm khoảng cách, mọi người hữu kinh vô hiểm, cũng không gặp được đặc biệt gì đáng sợ huyết thú. Rốt cục, tại ngày hôm sau, huyết Trảo Thanh ưng rốt cục tiếp cận huyết linh trì chỗ. Đem làm mọi người đi tới huyết linh trì phủ cận trên sân cốc không, tất cả mọi người bị phía dưới cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Liếc nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong sân cốc tất cả đều là dậm rạp chẳng chịt quân doanh kiến trúc, như cùng một cái hành quân chiến trường. Người nào, tới gần quân doanh, một đạo quát trói tai, lúc này theo cái kia phía trước nhất một tòa tháp canh chuyển đến, ẩn chứa sát khí. Toàn bộ trong quân doanh, huyết khí um tùm, cho người một loại thập phần khủng bố to lớn khí thế. Tiêu chiến đứng tại huyết trào thanh ưng trên lưng, quát lên, bổn tỏa tiêu chiến, còn không mau mau bẩm báo. Nguyên lai là tiêu chiến đại nhân, người nọ nghe được thanh âm, nói mang cung kính, rồi sau đó gõ vang tháp canh thượng một tòa cảnh báo đương đương đương, trung tiếng nổ ba tiếng, đại biểu có nhân vật trọng yếu tới. Quân doanh lập tức mở ra, từ đó nhao nhao đi ra đại lượng nhân vật. Lúc này, tần trần bọn hắn cưới huyết trào thanh ưng, cũng lập tức đã rơi vào trong quân doanh gian trên đất trống. Thuộc hạ Diêm Hoài, bái kiến linh vũ vương đại nhân, bái kiến tứ vương tử điện hạ, bái kiến tử huân công chúa, linh san quận chúa. Người đầu lĩnh là một gã hơn 40 tuổi khôi ngô nam tử, thân mặc một thân đen kịt thiết giáp, khi thế bất phàm, đi vào mọi người trước mặt, lúc này cung kính chắp tay. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người này thân là đại tế quốc tại huyết linh chỉ đóng ở quân sĩ, tự nhiên sẽ hiểu trước chuyến này đến đến tột cùng có người nào. Siêm hoài tướng quân không cần đa lễ, doanh trướng đã chuẩn bị xong chưa? Linh Vũ Vương Tiêu Chiến hỏi, hồi Linh Võ Vương Đại Nhân, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Ân, Tiêu Chiến gật gật đầu, người khổ cực, huyết linh chỉ từ khi trăm năm trước bị phát hiện về sau, chính giữa từng có tương đương một thời gian ngắn chinh chiến kỳ, bởi vậy tại huyết linh trì bên ngoài, Tây Bắc năm quốc các quốc gia đều có đóng quân. Mặc dù là năm quốc hữu rồi hiệp nghị, cử hành năm quốc thi đấu về sau, đóng quân tuy nhiên triệt bỏ rất nhiều, nhưng như trước có bộ phận giữ lại. Những, này đóng quân mục đích, ngoại trừ lẫn nhau giám thị, phòng ngừa quốc gia khác có cái gì phá hư hiệp nghị hành vi bên ngoài, cũng là vì săn bắn chung quanh một ít huyết thú, phòng ngừa những. Này huyết thú đám bọn họ phá hư huyết linh trì chi địa. Mà Diêm Hoài chính là lần này trấn thủ huyết linh trì một gã tướng quân chấn thủ huyết linh trì, cực kỳ vất vả, quanh năm muốn cùng huyết thú đám bọn họ tiến hành liên hệ, chẳng những thập phần nguy hiểm, hơn nữa cực kỳ buồn tẻ. Hơn nữa một đóng ở, ít nhất cũng là 10 năm, dài nhất thậm chí có 15, 20 năm, là một cái khổ sai. Diêm Hoài sắc mặt lạnh lùng, chắp tay nói, đây là thuộc hạ ứng tận chức trách. Đem làm Diêm Hoài cùng tiêu chiến trao đổi thời điểm, Tần Trần bọn hắn cũng đều đang đánh giá bốn phía. Chỉ thấy theo cái kia bốn phía trong doanh trướng đi ra đấy, ngoại trừ đại lượng quân sĩ bên ngoài, rõ ràng cũng không có thiếu chừng 20 tuổi thiếu niên, lúc này xa xa đứng lại, đối với bọn họ mấy người kia chỉ trỏ. Mấy vị này tựu là ta đại tế quốc lúc này đây tiến vào huyết linh trì thiên tài. Nghe nói bên trong có bốn cái hơn 10 tuổi thiếu niên, mới từ thiên tinh học viện tốt nghiệp, có lẽ chính là bốn cái A, cũng không biết bệ hạ là nghĩ như thế nào đấy. cư dĩ vãng tiến vào huyết linh trì danh ngạch, đều là theo chúng ta những. Này 20 tuổi xuất đầu thiên tài chúng tuyển xuất, lúc này đây, bệ hạ rõ ràng phá vỡ lẽ thường, trực tiếp đem bốn cái danh ngạch cho mấy cái mới từ thiên tinh học viện tốt nghiệp đệ tử, quả thực quá không công bình. Ha ha, công bình, ngươi cho rằng dĩ vãng tựu công bình sao, tỉnh lại đi, ai để cho chúng ta không có bối cảnh. Đúng vậy, ngươi nhìn kỹ xem, lúc này đây tám cái danh ngạch ở bên trong, có tứ vương tử điện hạ, tử huân công chúa, linh san quận chúa, đều là hoàng thân quốc thích, trừ đó ra, còn có trinh nam hầu con trai trưởng, vũ an hầu con trai trưởng, cùng với định võ vương cháu ruột cùng ngoại tôn, huyết linh chỉ danh ngạch, căn bản là cho những này quyền quý đệ tử đặt hàng mà thôi, lúc này đây đã xem như không sai được rồi, nghe nói còn có một là bình dân, dĩ vãng thời điểm, thế nhưng mà một cái bình dân đều không có đấy. Đám người chỉ trỏ, có chút không cam lòng, đám người này thanh âm không lớn, nhưng mọi người tại đây hạng gì thực lực, như trước nghe được không ít dỗi rãnh nói toái nói. Tất cả im miệng cho ta, Diêm Hoài lạnh quát một tiếng, thấy Diêm Hoài tức giận, tất cả mọi người câm như hến, những... Này thiên, bọn hắn thế nhưng mà ăn đã đủ rồi Diêm Hoài đau khổ, bọn họ là triệu linh san nghi hoặc linh san quận chúa bọn hắn cũng là lúc này đây ta đại đế quốc tham gia năm quốc thi đấu thiếu niên võ giả từ lúc một tháng trước cũng đã bị điều đến yêu tổ sơn mạch tiến hành huấn luyện tăng lên diêm hoài giải thích năm quốc thi đấu cũng không phải là chỉ có tiến vào huyết linh trì nhân tài có tư cách tham gia đồng thời cũng là một hồi cực kỳ hùng vĩ tỷ thí từng quốc gia đều sẽ phái ra đại lượng thiên tài võ giả tham gia cái này không chỉ là vì tranh đoạt huyết linh trì đồng thời cũng là một hồi quốc cùng quốc ở giữa đỏ sức có thể tiến vào trước mấy mươi thiên tài càng nhiều, thường thường cũng tự đại biểu quốc gia này thực lực càng tăng cường thịnh. mà bọn hắn đám người này thì là theo đại tề quốc các nơi chọn lựa ra đến đạt trình độ cao nhất thiên tài, sớm tiến vào yêu tổ sơn mạch tiến hành huấn luyện. mặc dù không có tư cách vào nhập huyết linh trì, nhưng một khi tại thi đấu thượng đạt được tương đối cao thứ tự, đồng dạng có thể đã bị đại tề quốc ngợi khen, một bước lên mây. chỉ là bọn hắn tuy nhiên có được tư cách dự thi, nhưng căn bản không cách nào tiến vào huyết linh trì cái này cũng khiến cho trong đó rất nhiều người trong nội tâm cũng không công bằng xem lên trước mặt những người này tần trần nhẹ nhàng thở dài trên đời này nào có cái gì chính thức công bình có thể cho bọn hắn dự thi tư cách cũng đã cho bọn hắn một cái cải biến bản thân vận mệnh cơ hội cuống chi tần trần chỉ là nhìn lướt qua liền biết rõ những người này thiên phú kỳ thật căn bản không cách nào cùng vương khải minh bọn hắn đánh đồng sở dĩ hiện tại tu vi cao gần kề cũng chỉ là hư trường rồi mấy tuổi các ngươi không phục sao Tiêu Chiến theo đám người đi ra, đi tới nơi này thuốc nhuộm màu xanh biếc năm trước mặt. Tại Tiêu Chiến khí thế trước mặt, những người này tất cả đều nín thở ngưng thần, một lời không nói. Hay nói giỡn, trước mặt cái này người thế nhưng mà có đại tế quốc đệ nhất cường giả danh xưng là Linh Vũ Vương Tiêu Chiến đại nhân, nếu như chống đối rồi hắn, tự tính toán bị đánh chết, cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Như thế nào, mới vừa rồi còn không phải kêu gào rất lợi hại sao? Hiện tại như thế nào cả đám đều không nói chẳng lẽ ta đại tế quốc cái gọi là thiên tài, nguyên một đám tất cả đều là bọn hèn nhát sao? Tiêu chiến quát khẽ, ánh mắt lạnh lùng, tiêu chiến đại nhân, chúng ta không phải bọn hèn nhát, đúng, chúng ta là không phục, vì cái gì sở hữu tất cả chỗ tốt, đều muốn cho quý tộc, mà không thể cho chúng ta những. Này người bình thường một cái cơ hội, nếu như người cho chúng ta một cái cơ hội, chúng ta nhất định sẽ cho người biết, kỳ thật chúng ta so với bọn hắn cũng không kém. Một gã thanh niên, đột nhiên ngẩng đầu, hắn sắc mặt đỏ lên, quật cường nói ra hắn dùng tay một ngón tay tần trần bọn người, ánh mắt trung mang theo bất khuất. Sau lưng hắn, còn lại rất nhiều thanh niên cũng đều nhao nhao ngẩng đầu, nguyên một đám ánh mắt quật cường, cắn môi, hiển nhiên có đồng dạng nghĩ cách. Các người đều là người bình thường, tiêu chiến cười lạnh, ánh mắt quét là mọi người tại đây, giống như lưỡi dao sắc bén, những nơi đi qua, tất cả mọi người kìm lòng không được cúi đầu xuống. Hắn cười lạnh nói, trong các người tuyệt đại đa số người, đến từ ta đại tế quốc các nơi, nhưng tại quê hương của mình chỗ, chỉ sợ tự tính toán không phải quan lại đệ tử, cũng tuyệt không phải chỉ là bình thường dân chúng. Cái gọi là nghèo văn giàu võ, tu luyện võ học, cần đại lượng tài nguyên, những thứ không nói khác, riêng là đan dược công pháp tự quyết định không thể thiếu. Tiêu chiến thanh âm xuống, sở hữu tất cả thanh niên đều kìm lòng không được cúi đầu xuống. Hoàn toàn chính xác, trong bọn họ, chính thức sinh ra bình dân đấy, thập phần rất thưa thớt, cơ hồ 10 không còn một. Bất quá các người đã đưa ra yêu cầu như vậy, ta tiêu chiến, tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Đột nhiên, tiêu chiến lời nói phong một chuyến, như vậy, trong các ngươi, ai cảm giác mình có thể thắng được bọn hắn đấy, chỉ để ý đứng ra, chỉ cần các ngươi có thể đem bọn họ đánh bại, ta liền làm chủ đem máu của bọn hắn linh chỉ tư cách tặng cho các ngươi, như thế nào? Tiêu chiến chuyện đó rơi xuống, toàn bộ quân doanh lập tức xôn xao. Tất cả mọi người ngừng đầu, không dám tin, chỉ cần chiến thắng mấy người kia, có thể đoạt được máu của bọn hắn linh chỉ tư cách, đây không phải là thật a? À. Ta tiêu chiến, tại đại tây quốc coi như là nổi tiếng, các ngươi không sẽ cho rằng ta nói không giữ lời a? À tiêu chiến sắc mặt bình tĩnh, bỏ đi mọi người băn khoăn. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập lên, nguyên một đám sắc mặt lửa nóng nhìn xem tần trần bọn hắn. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Huyết linh trì, bọn hắn lại tin tưởng bất quá rồi, đó là một cái có thể cải tạo võ giả bản thân thiên phú thân thể địa phương. Chỉ cần có thể tiến vào trong đó, mặc dù không thể lúc ấy đột phá, đem để đạt tới thiên cấp, cũng là một kiện ván đã đóng thuyền sự. Nhìn trung đại Tế quốc trong lịch sử, sở hữu tất cả tiến vào qua huyết linh trì thiên tài, chỉ cần trên đường không có vẫn lạc, tự không có không đạt tới thiên cấp đấy, hơn nữa, cơ hồ mỗi người đều ít nhất là thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Về phần có thể hay không bước vào tứ giai huyền cấp, muốn xem mỗi người thiên phú cùng kỳ ngộ rồi. Chính cho rằng như thế, bọn hắn những người tài giỏi này đối với huyết linh trì danh ngạch như thế để ý. Chỉ là, vốn bọn hắn đều cho là mình đã không có có hy vọng rồi. Hôm nay tiêu chiến lời mà nói, lập tức lại để cho không ít thiên tài, trong nội tâm lại lần nữa giấy lên rồi hy vọng. Ta muốn khiêu chiến, một gã 20 xuất đầu, tóc màu giám nắng, lộ ra cánh tay thanh niên cất bước mà ra. Hắn toàn thân cơ bắp hở ra, cánh tay thượng có mấy đạo vết sẹo, cho người một loại thiết huyết đàn ông cảm giác. Là tông cường, không tốt, rõ ràng bị hắn vượt lên trước rồi, đáng chết ha hát, ta trước kia rõ ràng tại sững sờ. Đáng giận, dùng tông cường tu vi, đoạt được một cái danh ngạch, dễ dàng. Gặp tông cường đi ra, không ít người lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao ảo não không thôi. Đây chính là thật vất vả mới có thể có được cơ hội, chính mình vừa mới rõ ràng tại xứng sở, quả thực không thể tha thứ. Chỉ là hiện tại hối hận, đã không còn kịp rồi. Tông cường thực lực, trải qua những, này thiên huấn luyện, những người này lại tinh tường bất quá rồi, một thân tu vi đạt đến địa cấp trung kỳ hắn, cực kỳ đáng sợ, tại rất nhiều huấn luyện thiên tài võ giả ở bên trong, có thể sắp xếp nhập hàng đầu. Người muốn khiêu chiến ai? Tiêu chiến nhìn xem người này, nhàn nhạt hỏi. Tông Cường tại tần trần bọn người trên mặt đảo qua, cuối cùng nhất một ngón tay Vương Khải Minh, nói tự hắn a. À. Quả nhiên, mọi người gặp Tông Cường khiêu chiến đối thủ, không khỏi càng thêm ảo não. Tần Phong, tứ vương tử loại này đạt trình độ cao nhất thiên tài, bọn hắn tự nhiên không dám khiêu chiến, hơn nữa cũng khiêu chiến bất quá, mục tiêu của bọn hắn, kỳ thật đều đặt ở tần trần cái này mấy cái vừa mới theo thiên tinh học viện tốt nghiệp trên người thiếu niên. Cái này bốn cái ra hỏa, vừa mới theo thiên tinh học viện tốt nghiệp, cũng ngay tại chỗ cấp sơ kỳ tu vi, có thể nhấc lên cái gì bọt nước, đem huyết linh chỉ danh ngạch giao cho bọn họ, quả thực tự là lãng phí. Chỉ có điều, lần này bốn cái đệ tử ở bên trong, một cái là Khang Vương gia ái nữ linh san quận chúa, thân phận cao quý, một cái là Vũ An hầu con trai trưởng, địa vị bất phàm, còn có một, nghe nói là định võ vương ngoại tôn, tuy nhiên nghe nói đã bị tần gia trục xuất đi, nhưng hiển nhiên cũng là có lai lịch lớn. Chỉ có Vương Khải Minh không có bất kỳ bối cảnh, chỉ là một giới bình dân. Nếu như bọn hắn khiêu chiến linh san quận chúa, lý thanh phong bọn người tự tính toán chiến thắng dùng thân phận của đối phương tương lai còn giết chết chính mình cũng phân là phút đồng hồ sự tình như vậy có thể khiêu chiến đấy kỳ thật cũng cũng chỉ có vương khải minh một cái đây cũng là bọn hắn muốn tranh giành làm cái thứ nhất nguyên nhân chỗ một khi tông cường đem tiểu tử kia khiêu chiến phía sau bọn họ người đã có thể không có cơ hội khiêu chiến vương khải minh vậy ngươi tựu lên đi thấy tông cường khiêu chiến đối thủ tiêu chiến chỉ là lạnh lùng cười cười vâng sắc mặt lạnh lùng Vương Khải Minh từ trong đám người đi ra. Bắt đầu đi, ánh mắt của hắn buông xuống, ngưng mắt nhìn trong tay mình chiến đao, toàn bộ người, giống như một căn cọc gỗ, đứng tại nguyên chỗ. Kỳ thực trong nội tâm, lửa giận thiêu đốt, những người này, rất đáng hận, cho là mình dễ khi dễ sao. Trước kia tại Hoàng Cung, bị tần phong chấn tổn thương, hiện tại, những người này lại khiêu chiến chính mình, đã như vậy, chẳng lẽ mình, thật sự dễ ăn hiếp như vậy. Trong nội tâm phẫn nộ, có thể Vương Khải Minh nội tâm lại càng phát lạnh như băng, giống như hàn băng giống như không mang theo nửa điểm cảm tình nội tâm của hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại đao của mình ở bên trong giờ này khắc này hắn tự là đao đao chính là hắn ngươi yên tâm ta sẽ không đối với ngươi như thế nào chỉ là đánh bại ngươi cho nên ngươi không cần lo lắng tông cường mỉm cười cất bước về phía trước muốn xuất thủ tự xuất thủ nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì vương khải minh ngẩng đầu ánh mắt lạnh như băng ngươi tông cường sắc mặt cứng lại quá kiêu ngạo rồi chính mình hảo ý mở miệng hắn lại cư nhiên như thế không lĩnh tình, đã như vậy, vậy thì hưu tự trách mình ra tay lăng lệ ác liệt rồi. Đã như vậy, ta đây xuất thủ, lạnh quát một tiếng, tông cường ánh mắt lạnh như băng, chân khí trong cơ thể, hăng hái lưu động, theo kinh mạch lưu chuyển đến hai tay. Trong chốc lát, tông cường hai tay biến thành màu hồng đỏ thấm, tản mát ra nóng rực khí lãng, đập vào mặt, trưng bốn phía không khí vặn vẹo. Bốn phía mọi người nhao nhao động dung, tông cường lửa đốt sáng viêm quyền từ lúc mấy tháng trước, tự đã đạt đến đệ tam trọng, hôm nay trải qua một tháng lịch lãm rèn luyện chân khí càng thêm hùng hậu rồi bình thường võ giả chỉ sợ căn tự không phải là đối thủ của hắn đúng vậy tông cường tu vi cũng đạt tới địa cấp trung kỳ tại chúng ta nhiều như vậy ở bên trong được xưng tụng đạt trình độ cao nhất kết hợp huyết mạch của hắn coi như là cùng địa cấp hậu kỳ cường giả cũng có thể giao thủ hơn 10 cái hiệp nghe nói đối diện tiểu tử này năm nay vừa mới đột phá địa cấp sơ kỳ mới từ thiên tinh học viện tốt nghiệp không có hai tháng tông cường đánh bại hắn quả thực dễ dàng đáng giận a hát vừa mới xuất thủ đấy, vì cái gì không phải ta. Mọi người thở dài, ảo não không thôi, mà lúc này, Tông Cường nắm đấm, đã mang theo ngập trời lửa đốt sáng sóng, lập tức đi vào Vương Khải Minh trước mặt. Oanh, cái kia hừng hực quyền phong, giống như thiêu đốt hỏa diễm, lập tức bao khỏa Vương Khải Minh toàn thân, như muốn đem hắn triệt để thiêu tấn. Mọi người đã có thể tưởng tượng, một quyền phía dưới, Vương Khải Minh lập tức bị thua tràng cảnh rồi. b o tại đây nhìn cân treo sợi tóc, Vương Khải Minh rốt cục suốt đau rồi không cách nào hình dung một đao kia kinh diễm, như dòng ngâm y hệt thanh thúy thanh âm vang lên, toàn bộ thiên địa, phảng phất đều cũng bị một đao kia bổ ra. Oanh, ngập trời hỏa diễm, lập tức một phân thành hai, bị phách khai mở một đạo chân khí đao sóng, cái kia đao sóng thế đi không giảm, đụng vào tông cường ngực. Bành, tông cường kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, nhổ ra một ngụm máu tươi. Bộ ngực hắn bị chân khí đao sóng bổ ra một đạo dài ba xích miệng máu, mà ngay cả kinh mạch đều bị chấn đoạn rồi hai cây ửng đỏ máu tươi, không ngừng theo trong vết thương dũng mãnh tiến ra. Chỉ một chiêu, Tông Cường tự bị trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu. Toàn trường lập tức, lặng ngắt như tờ, lấy làm kinh ngạc. Đao ý, là đao ý, lúc này có người khiếp sợ lên tiếng, gắt gao chầm chầm vào Vương Khải Minh. Người này vậy mà lĩnh ngộ đao ý, hắn xem ra mới 16 17 a điều đó không có khả năng, tất cả mọi người khiếp sợ, trợn mắt há hốc mồm. Đao ý, là đem đao pháp lĩnh ngộ đến một cái cực hạn về sau, mới sẽ có được đáng sợ ý cảnh. Một khi có được đao ý, đại biểu người này tại đao pháp lĩnh ngộ phía trên, đã đạt đến một người bình thường căn bản không cách nào đạt tới tình trạng. Nói chung, coi như là một gã thiên cấp cường giả, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ đao ý. Nhưng hôm nay, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cái mới từ thiên tinh học viện tốt nghiệp, mới 16-17 tuổi thiếu niên, lại lĩnh ngộ đao ý. Như vậy vừa so sánh với, bọn hắn những người này, quả thực lớn tuổi tất cả đều sống đến rồi cầu thân thượng. Cái này, có lẽ chỉ có thể coi là là đao ý hình thức ban đầu a, à, khoảng cách đao ý còn có một chút khoảng cách, bất quá cũng không xa. Bên cạnh, Tần Trần ánh mắt sáng ngời, Vương Khải Minh vừa rồi một đao kia ý cảnh, chỉ có thể coi là là đao ý hình thức ban đầu, mà cũng không phải là chính thức đao ý, dù vậy, một cái 16, 17 tuổi thiếu niên, có thể lĩnh ngộ đến đao ý hình thức ban đầu, cũng đã thập phần đáng sợ. Cách đó không xa, Tần Phong ngoài ý muốn nhìn Vương Khải Minh liếc không có nghĩ tới tên này, tại trong mấy ngày nay rõ ràng lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu. Bất quá chỉ cần không phải chính thức đao ý, cũng không sao tốt đáng giá để ý đấy. b o a trong sân, Vương Khải Minh Thu đao vào vỏ, lạnh lùng đứng ở một bên, mặt không biểu tình. Các người còn có ai muốn tiếp tục thượng tới khiêu chiến sao? Tiêu chiến nhàn nhạt hỏi, lặng ngắt như tờ, mọi người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không người tiến lên. Ta, ngay tại tiêu chiến chuẩn bị lại lần nữa mở miệng thời điểm một gã mặc màu xám nhạt võ bào thanh niên cắn răng đi ra. Hắn tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, ánh mắt ngoan lệ, trên mặt còn có một đạo mặt sẹo, thập phần hung tàn. Là tưởng chung, tưởng chung tu vi đã đạt đến địa cấp trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách địa cấp hậu kỳ cũng chỉ có một bước ngắn. Xem ra hắn cũng không cam lòng buông tha cho, dùng tu vi của hắn, nói không chừng có thể đoạt được một cái danh ngạch. Đám người chấn động, nhao nhao xem ra, tưởng chung thực lực so tông cường còn muốn đáng sợ, là trong bọn họ, mạnh nhất một nhóm người. Người muốn khiêu chiến ai? Tiêu chiến con mắt nheo lại. Khiêu chiến hắn, cái kia gọi tưởng trung thanh niên, ánh mắt đảo qua tần trần mấy người, cuối cùng nhất ánh mắt tại tần trần trên người dừng lại, dùng tay một ngón tay. Ta, tần trần ngạc nhiên, sờ lên cái mũi, rõ ràng có người khiêu chiến chính mình. Người này hẳn là định võ vương ngoại tôn tần trần A. Tưởng trung rõ ràng dám khiêu chiến hắn. Nghe nói người này là lần này thiên tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm quán quân, thực lực khẳng định không thể so với trước kia vương khải minh nhược. Mấu chốt định võ vương chính là ta đại tề quốc trong quân đội quân thần, tưởng chung về sau còn có nghĩ là muốn tòng quân, thu hoạch công huân rồi hả? Bọn hắn những người này, tuy nhiên tại yêu tổ sơn mạch tập huấn, nhưng tin tức nhưng lại không bế tắc, đối với tần trần lai lịch của bọn hắn, đều có chút biết rõ. Gặp tưởng chung muốn khiêu chiến tần trần, cả đám đều có chút ngạc nhiên. Đúng rồi, nghe nói cái này tần trần đã bị tần gia trục rồi đi ra, đã cùng tần gia không có quan hệ gì rồi hơn nữa ta nghe nói người này tại cuối năm kỳ thi cuối năm đánh phế đi tần gia hai tần phấn nhắm chúng tần gia tức giận tần phong theo biên cảnh vừa về đến tự ước hắn tiến hành cuộc chiến sinh tử nhưng hắn vẫn không dám ứng chiến hiện tại song phương đã vạch mặt rồi hoàn toàn chính xác rất có thể người chú ý đã tới chưa theo bọn hắn đến quân doanh đến bây giờ tần phong cùng tần trần đều là tần gia đệ tử rõ ràng không có đi cùng một chỗ liền một câu đều chưa nói qua thậm chí một ánh mắt cũng không có trao đổi nghe đồn vô cùng có khả năng thật sự nếu như là nói như vậy, khiêu chiến cái này tần trần, cũng cũng không sao hậu quả rồi. Có tin tức linh thông thế hệ, lẫn nhau trao đổi, nguyên một đám giật mình, âm thầm bội phục không thôi. Tưởng chung thật sự là quá tinh minh rồi, lại muốn đến rồi khiêu chiến tần trần. Ngoại trừ tần trần đã cùng tần ra cắt đứt liên hệ bên ngoài, hắn cũng là trong lúc này trẻ tuổi nhất một cái, tu vi tự nhiên cũng tự yếu nhất. Huống chi, thiên tinh học viện cuối năm kỳ thi cuối năm, đã là gần một tháng trước sự tình, theo truyền lại đến tin tức xem, Vương Khải Minh trước kia cũng không có nghe nói lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu, hiển nhiên là tại cuối năm kỳ thi cuối năm về sau lĩnh ngộ đấy. Kể từ đó, cái gọi là cuối năm kỳ thi cuối năm thứ tự, đã không coi là đếm. Dù sao, cái kia cũng chỉ là một cái đi qua thức, cái kia thì tới đi, sờ lên cái mũi, tần trần đi đến giữa đất trông ương. Người cẩn thận rồi, khẽ quát một tiếng, tưởng trung toàn thân mạnh mà bốc lên cuồng bạo chân khí. Âm ầm, phảng phất có một cỗ tinh khí khói báo động, từ trên người hắn bay thẳng mà lên, rào rạt chân khí chi lực, chấn động đám người. Man vương bá quyền, chợt quát một tiếng, tưởng trung toàn thân chân khí bành trướng, như là một tòa hình người xe tăng, ẩm ẩm lao đến. Hắn nam ngón tay siết chặt, một quyền oanh ra, như là lôi đình oanh tạc y hệt nổ vang vang vọng, toàn bộ trong núi rừng vang lên một gỗ điếc tai tiếng sấm. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, một quyền này ẩn chứa lực lượng, đủ để đem một tòa cổ thụ bắn cho bạo. Là huyền cấp hạ đảng man vương bá quyền, quyền như sấm chấn, đây là man vương bá quyền đạt đến đệ tứ trọng mới có hiệu quả a hát. Lúc nào tưởng chung man vương bá quyền rõ ràng đột phá. Tất cả mọi người khiếp sợ, nguyên một đám xôn xao. Tứ trọng man vương bá quyền, đủ để đem địa cấp hậu kỳ cường giả oanh thành trọng thương, khó trách tưởng chung trước kia như thế tràn đầy tự tin. Mà mọi người xôn xao thời điểm, tứ vương tử bọn người, tuy nhiên cũng sắc mặt cổ quái nhìn xem tưởng chung, vẻ mặt thương cảm. Thằng này, rõ ràng cùng tần trần liều quyền mấy người đều kìm lòng không được mắt nhìn bị huyết trào thanh ưng dùng móng vuốt dẫn theo vài ngày, lúc này đều có chút sắc mặt trở nên trắng trương nghị. Liền trương nghị đều tại tần trần một quyền phía dưới, lập tức bị thua, cái này tưởng trung cường thịnh trở lại, lại có thể mạnh hơn trương nghị. Quả nhiên, như bọn hắn sở liệu cái kia giống như, tại tưởng trung nắm đấm đến lập tức, tần trần bỗng nhiên động. Hắn cũng không như thế nào xúc thế, cứ như vậy bình thản đấy, một quyền oanh ra. Bành, trong hư không thiết quyền va chạm, như kinh lôi nổ vang, rồi sau đó chợt nghe được hét thảm một tiếng, tưởng chung làm sao tới đấy, như thế nào đã bay đi ra ngoài, nằm trên mặt đất, khuôn mặt thống khổ. Làm sao có thể, thấy một màn này, ở đây rất nhiều thanh niên võ giả, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, nguyên một đám trong mắt đều mất đầy đất. Có lầm hay không, trước kia một cái vương khải minh, lĩnh ngộ đao ý, một đao đánh bại tông cường, cũng đã có khó lường rồi. Thay đổi cái tần trần, rõ ràng đồng dạng một quyền liền đem tưởng chung đánh bay rồi đi ra ngoài. Gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng chẳng lẽ lần này thiên tinh học viện thí sinh đều là yêu nghiệt sao sớm đi vào yêu tổ sơn mạch rất nhiều thanh niên thiên tài cả đám đều nhanh muốn điên rồi nội tâm đụng phải rồi thật lớn thất bại luận tuổi trẻ bọn hắn so tần trần bọn hắn lớn rồi năm sáu tuổi cùng trên thực lực lại kém nhiều như vậy lão thiên còn rất dài không có mắt nguyên một đám khóc không ra nước mắt sắp khóc rồi các ngươi còn có ai muốn khiêu chiến sao tiêu chiến hỏi mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn xem ngươi nguyên một đám lặng yên không lên tiếng cái này còn khiêu chiến cái giám a hát, liền tưởng chung đều bị một quyền đánh bay, bọn hắn những người này đi lên, chỉ sợ cũng đều là một quyền phần. Muốn chết hành vi, không ai có thể nguyện ý làm. Không có người khiêu chiến, thấy không ai dám tiến lên, tiêu chiến hử lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng. Các người đều là ta đại tế quốc thiên tài, có lẽ đa tưởng muốn, như thế nào kế tiếp năm quốc thi đấu chung còn sống sót, đoạt được một cái tốt hơn thứ tự, mà cũng không phải là tại chính mình người tầm đó tranh đấu. Tiêu chiến đại nhân, cái này năm quốc thi đấu, chẳng lẽ còn có thương vong? Có người nhịn không được nói, ngươi cho rằng đâu này, lần trước năm quốc thi đấu, chúng ta đại tế quốc cùng sở hữu 116 tên tuổi trẻ võ giả tham gia thi đấu, tại sơ thí thời điểm, tự tử vong 17 người, trọng thương cùng tàn phế cao lớn 39 người, cuối cùng nhất, chỉ có 19 người tiến vào đến lôi đài thi đấu, có được tham gia cuối cùng nhất thi đấu tư cách. Nghe được tiêu chiến lời mà nói, ở đây tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn hắn chỉ biết là năm quốc thi đấu, là một hồi kỳ ngộ, phần thưởng phong phú, chỉ cần đạt được thứ tự, một khi trở lại đại tế quốc, đem đạt được bệ hạ thân triệu, đến lúc đó thăng quan tiến tước không nói chơi. Lại chưa từng ngờ tới, tỷ thí thật không ngờ tàn khốc, tỷ lệ tử vong vậy mà như vậy cao. Đây cơ hồ là có một nửa người muốn bản thân bị trọng thương, có một phần người người muốn tại tỷ thí trong quá trình vẫn lạc. Tiêu chiến chứng kiến mọi người hoảng sợ bộ dạng, trầm giọng nói hôm nay tây bắc nam quốc tuy nhiên cũng không bộc phát cỡ lớn chiến tranh nhưng kỳ thật các quốc gia tầm đó xung đột không ngừng liên tiếp có ma sát phát sinh tự nói chúng ta cùng đại ngụy quốc a hàng năm tại biên cảnh đều sẽ phát sinh xung đột hàng năm chết đi tướng sĩ đều có mấy ngàn trên vạn người không ngớt mà đối với một quốc gia mà nói thiên tài số lượng là một quốc gia có sinh lực lượng lớn nhất bảo đảm vì suy yếu nước khác thực lực trên thực tế hàng năm các quốc gia đều có không ít thiên tài sẽ chết tại nước khác gián điệp trong tay dưới loại tình huống này, 5 năm một lần năm quốc thi đấu, chính là một thiên tài say thịt chàng, bất kỳ một cái nào quốc gia, đều muốn tại trận này thi đấu ở bên trong, tận lực diệt sát nước khác thiên tài. Mà chúng ta đại tề quốc, tại năm quốc bên trong, tuy nhiên không kém, nhưng là không coi là đạt trình độ cao nhất, hơn nữa ngoại trừ năm quốc bên ngoài, còn có mặt khác một ít địa vực thiên tài, cũng sẽ gia nhập vào thi đấu bên trong, như chúng ta Tây Bắc năm quốc một ít tông môn, môn phái. Cái này cũng khiến cho mỗi năm năm một lần năm quốc thi đấu, đều thập phần tàn khốc cái gọi là năm quốc thi đấu kỳ thật không chỉ là năm quốc còn có chung quanh một ít cường đại môn phái cùng tông môn cùng với một ít tiểu quốc cũng sẽ gia nhập trong đó chẳng khác gì là một hồi tây bắc thế lực phân chia căn cứ thi đấu kết quả hàng năm các quốc gia trước kia lợi ích đều có một ít thay đổi một gã thanh niên hít một hơi lãnh khí còn có một chút tông môn thiên tài cũng sẽ tham gia thi đấu đúng vậy tiêu chiến gật đầu cái gọi là tây bắc năm quốc cũng không phải là toàn bộ tây bắc chỉ có năm cái quốc gia thực tắc thì tất cả lớn nhỏ quốc gia, không còn có mấy chục cái. Chỉ có điều năm quốc, là trong đó cao cấp nhất năm cái. Còn lại quốc gia, tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng là muốn bồi dưỡng thiên tài, mưu đồ sau này nắm giữ có càng nhiều cường giả, thành công quật khởi là cường quốc. Đạo lý này rất đơn giản, thế nhưng mà một ít tông môn thiên tài cũng tới tham gia, tự lại để cho mọi người khó hiểu rồi. Có thể bọn hắn đồ chính là cái gì? Có người khó hiểu, Tây Bắc năm quốc địa vực bên ngoài, đích thật là có không ít cường đại tông môn, có thể bọn hắn tham gia năm quốc thi đấu mục đích là cái gì? Mục đích, tiêu chiến cười lạnh một tiếng, mục đích rất đơn giản, đương nhiên là vì tài nguyên, ví dụ như lúc này đây huyết linh chỉ danh ngạch, tự cũng không phải là tất cả đều là chúng ta Tây Bắc năm quốc người, Tây Bắc hàng loạt một trong lăng thiên tông, cũng có hai cái danh ngạch, quỷ tiên phái cũng đồng dạng, trừ đó ra, còn có một chút tông môn, cũng đều nổi danh ạc. Bọn hắn chiếm cứ danh ngạch cũng không nhiều, cũng tự một hai cái, nhưng càng nhiều nữa, vẫn là vì tài nguyên tranh đoạt. Tiêu chiến ánh mắt lóe lên, cũng tỷ như một hơn trăm năm trước, năm quốc một trong đại lương quốc tại yêu tổ sơn mạch phương bắc một nơi, phát hiện một mảnh dược viên, nhưng là một khu vực như vậy, khoảng cách lăng thiên tông, cũng chỉ có hơn ngàn dặm khoảng cách. Lăng thiên tông tại đại lương quốc phát hiện dược viên thời điểm, cũng đồng dạng phát hiện chỗ đó. Đại lương quốc trực tiếp điều động rồi mấy vạn tướng sĩ, chấn thủ cái này phiến dược viên, muốn muốn mạnh mẽ chiếm cứ toàn bộ dược viên, mà lăng thiên tông tự nhiên không chịu, song phương vì vậy tại phiến khu vực này, đánh đập tàn nhẫn. Lăng Thiên Tông mặc dù không có bao nhiêu nhân lực, nhưng lại cao thủ rất nhiều, bọn hắn áp dụng quấy rối chính sách, lại để cho Đại Lương Quốc không cách nào an tâm giữ vững vị trí dược viên. Thậm chí còn, Lăng Thiên Tông cao thủ còn thúc giục huyết thú đối với Đại Lương Quốc tướng sĩ đóng quân tiến hành tàn sát. Trận này tranh đấu kết quả cuối cùng là Đại Lương Quốc thắng thảm, cuối cùng nhất chiếm cứ dược viên, nhưng đồng dạng, Đại Lương Quốc cũng đã chết đi hơn vạn tướng sĩ, bị khiến cho vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, vài tên rất có thanh danh tướng quân cũng bị Lăng Thiên Tông áp dụng trảm thủ hành động, đã bị chết ở tại yêu tổ Sơn Mạch. Mọi người nghe xong, tất cả đều khiếp sợ, không nghĩ tới tại Tây Bắc tiếng tăm lừng lẫy Lăng Thiên Tông cùng Đại Lương Quốc tầm đó, lại vẫn có như vậy một đoạn ân oán. Có thể Đại Lương Quốc ăn hết như vậy một cái thiệt thòi lớn, chẳng lẽ không biết phản kích sao? Có người nhìn không được hỏi, Đại Lương Quốc giàu gì cũng là Tây Bắc năm Đại Cường Quốc một trong, sao lại, há có thể dễ dàng tha thứ Lăng Thiên Tông như thế khiêu khích? Đại lương quốc tự nhiên cũng là đồng dạng nghĩ cách, ngay lúc đó đại lương quốc quốc quân tức giận phía dưới, trực tiếp điều động đại quân, muốn tiêu diệt Lăng Thiên Tông. Cái kia một lần tập kết quân đội, số lượng cao tới mấy chục vạn, chỉ là Lăng Thiên Tông ở vào yêu tổ sơn mạch bên trong, hành quân khó khăn, nhận được tin tức Lăng Thiên Tông, điều động cao thủ, bố trí xuống đại trận, cũng đưa tới huyết thú, song phương tại yêu tổ sơn mạch, tiến hành rồi thảm thiết giao phong. Trận chiến ấy, đại lương quốc tổn thất thảm trọng, mấy chục vạn đại quân, chết đi gần 10 vạn, mà Lăng Thiên Tông cũng bị liều chết rồi không ít cao thủ, cuối cùng nhất gặp tiếp tục đánh xuống, song phương đều muốn nguyên khí đại thương, lúc này mới ngưng chiến. Về sau, huyết linh chỉ bị phát hiện, năm quốc một trận chiến, mở ra năm quốc thi đấu về sau, chung quanh mấy đại tông môn, đối với huyết linh chỉ cũng có chút ngấp nghẽ, vì vậy gia nhập vào rồi năm quốc thi đấu bên trong. Quy định, mỗi một lần năm quốc thi đấu, không chỉ là thiên tài so đấu, huyết linh chỉ tranh đoạt, cũng là năm quốc cùng Tây Bắc các đại tông môn tài nguyên ở giữa tranh đoạt. Một ít tài nguyên gian xung đột, cũng có thể cầm được năm quốc thi đấu thượng đến giải quyết, cái đó một cái thế lực thiên tài càng nhiều, liền chiếm cứ càng nhiều nhân vật động. Mọi người nghe được tiêu chiến lời mà nói, từng cái thật sâu không nói, bọn hắn đều cho rằng, cái gọi là năm quốc thi đấu, chỉ là huyết linh chỉ tranh đoạt, đối với bọn họ những thiên tài này mà nói, cũng là tại đại tề quốc chung trở nên nổi bật một lần cơ hội. Lại không nghĩ rằng, trong đó ẩn tàng ý nghĩa, thật không ngờ nhiều. Trong lúc nhất thời, mọi người nín hơi, trong nội tâm nặng trịch đấy. Trải qua trận này, ở đây đại tề quốc thiên tài đối với tần Trần bọn người không còn chút nào nữa khinh thị mà tiêu chiến lời mà nói cũng làm bọn hắn trong nội tâm nặng trịch đấy mấy người các ngươi thì ở lại đây a à, ba ngày sau đó tự là huyết linh trì mở ra thời gian các ngươi hảo hảo điều dưỡng thoáng một phát đến lúc đó ta sẽ phái người đến thông chi các ngươi tại tiêu chiến cùng đi xuống tần trần bọn hắn bị dẫn tới bên trong quân doanh chỗ những này quân doanh đều là dựng nguyên một đám loại nhỏ lều vải cân nhắc đến các ngươi lẫn nhau đều muốn tu luyện vì để cho các ngươi lẫn nhau không ảnh hưởng cho nên cố ý cho các ngươi xin rồi hai người lều vải, các ngươi nếu như muốn cùng ai ở cùng một chỗ lời nói, có thể đưa ra xin, bằng không mà nói, tự tùy cơ hội an bài. Cái này phiến sơn cốc địa vực, thập phần khẩn trương, đóng quân có quá nhiều thế lực, cho nên mỗi cái thế lực địa phương, đều thập phần khẩn trương. Như một loại tướng sĩ, đều là 10 người một cái cỡ lớn lều vải, mà đến đây lịch lãm rèn luyện đám thiên tài bọn họ, thì là bốn người một cái, tần trần bọn hắn, hai người một cái, đã xem như hậu đãi đãi ngộ rồi trong đó, tứ vương tử nhất định là một mình một gian. Thân là đại tề quốc tứ điện hạ, tiêu chiến dù thế nào giảng, cũng sẽ không khiến hắn và cái khác võ giả cư ở cùng một chỗ. Còn lại đấy, bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh san quận chúa cùng tử huân công chúa, được an bài lại với nhau. Lý Thanh Phong tắc thì cùng trương nghị một cái lều vải. Tần Trần cùng Vương Khải Minh, về phần Tần Phong, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể độc chiếm một cái lều vải. An bài hết đây hết thảy về sau, Tiêu chiến bọn hắn lúc này đã đi ra. Liên tục nhiều ngày chạy đi, lại để cho mỗi người đều có chút mỏi mệt. Ta nghỉ ngơi trước một hồi, buổi tối thời điểm, ta sẽ ra ngoài tu luyện, sẽ không quấy rầy đến ngươi. Cùng Tần Trần ở chung một phòng, Vương Khải Minh không có bất kỳ biểu lộ, nhàn nhạt, nhạt nói một câu về sau, Tự nằm ở trong lều vải, cùng y mà ngủ. Mặc dù là lúc ngủ, hắn cũng ôm chiến đao, phảng phất đao đã là thân thể của hắn một bộ phận. Cả người hắn phảng phất một đầu cảnh giác báo săn chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể lập tức nhảy lên, xuất thủ tiến công. Thật là đồ đao si, tần trần ánh mắt lóe lên, nhiều ngày như vậy mới bên trong, hắn đối với Vương Khải Minh ấn tượng không sai. Có thể theo một cái bình dân, một lần hành động trưởng thành là thiên tinh học viện mấy đại thiên tài, người này thành tựu tương lai, nhất định không giống bình thường. Khoanh chân mà ngồi, tần trần bắt đầu vận chuyển cửu tinh thần đế quyết. Những, này thiên tài huyết trào thanh ưng trên người, tần trần cũng không có lãng phí thời gian, không ngừng tu luyện. Lúc này, chân khí trong cơ thể hắn đã đạt đến địa cấp sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào địa cấp trung kỳ. Nếu như nguyện ý, Tần Trần có thể tùy thời đem tu vi của mình đột phá. Nhưng hắn không có làm như vậy, mà là một lần lại một lần vận chuyển cửu tinh thần đế quyết, đem chân khí trong cơ thể, áp xúc đến mức tận cùng, không ngừng hợp thành vào đến 12 đạo trong kinh mạch, tràn đầy lấy hắn khí trì. Trọng sinh cả đời, Tần Trần suy nghĩ đấy, đã không chỉ có chỉ là trở thành cửu thiên vũ đế, mà là muốn đạt tới một cái trước nay chưa có độ cao lúc này, tần phong trong lều vải, không nghĩ tới cái này huyết linh trì bên ngoài vậy mà có nhiều như vậy quân đội đóng quân, xem ra muốn đánh chết tần trần là thứ phiền toái không nhỏ. tần phong nhíu mày, hắn biết rõ huyết linh trì ở vào yêu tổ sơn mạch ở trong chỗ sâu, vốn ý định là muốn tại tiến vào huyết linh trì trước, liền đem tần trần đánh chết, làm người không biết quỷ chưa phát giác ra. ai biết bọn hắn chỗ chỗ ở dĩ nhiên là một mảnh quân doanh, ở chỗ này khắp nơi có tướng sĩ đi đi lại lại, hơn nữa đều là hai người một cái ký túc xá cái này cũng làm hắn muốn đánh chết tần trần trở nên khó khăn lên nhưng những này cũng còn không coi vào đâu dùng thực lực của mình muốn giết chết một người cũng không phải là không có cách nào có thể mấu chốt nhất chính là vì bảo hộ bọn hắn những thiên tài này an nguy linh vũ vương tiêu chiến sẽ ngộ ở phụ cận dùng linh vũ vương tiêu chiến tứ giai huyền cấp tu vi đỉnh cao chính mình mặc kệ làm cái gì đều vô cùng có khả năng sẽ bị phát hiện xem ra muốn giết chết cái kia tần trần cũng chỉ có thể đợi đến lúc đằng sau rồi ánh mắt lóe lên, Tần Phong lắc đầu. Việc cấp bách là điều chỉnh trạng thái, ba ngày sau, lại lợi dụng huyết linh trì chi lực, đột phá tam giai thiên cấp. Đến lúc đó, hắn lại làm cái gì, đều muốn không chỗ nào băn khoăn. Vì lúc này đây huyết linh trì tẩy lễ, ta áp chế tu vi của ta, đã rất lâu rồi, hy vọng truyền thuyết này chung huyết linh trì, không để cho ta thất vọng. Nhổ ra một ngụm chọc khí, Tần Phong tại đây trong doanh trướng, nhắm mắt dưỡng thần. Cảnh ban đêm, rất nhanh hàng lâm, đem làm Tần Trần mở to mắt thời điểm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Vương Khải Minh đã mất gian phòng. Nghỉ ngơi cả buổi, Tần Trần sảng khoái tinh thần, tâm tình thật tốt. Dùng cơm ở bên trong doanh trướng, các hạ tùy thời có thể đi qua. Nhìn thấy Tần Trần theo doanh trướng đi ra, một gã tuần tra binh sĩ nhắc nhở nói ra. Bên này thiên tài, mỗi ngày khổ tu, chẳng phân biệt được ngày đêm, bởi vậy trong quân doanh đồ ăn đều là 24 tiếng đồng hồ cung ứng. Tần Trần nhẹ gật đầu, cất bước về phía trước. Trong đêm tối, một vòng minh nguyệt động ở phía chân trời xa xa dãy núi hiểm khe núi ảnh trùng trùng điệp điệp ngẫu nhiên có huyết thú tiếng gầm không nổi truyền đến đột nhiên tần trần nghe được xa xa trong núi rừng truyền đến từng cơn tiếng thét ồ có người đang luyện đao còn có đao này âm thanh tần trần sững sờ theo tiếng đi vào cái kia phiến trong núi rừng chỉ thấy dưới ánh trăng một gã thiếu niên chính múa vũ động chiến đao thân hình hắn đứng thẳng như ném lao chiến đao cầm tại bên người lần lượt rút đao mà ra chiêu thức của hắn thập phần đơn giản chỉ có rút đao cùng thu đao mỗi một lần xuất đao, lưỡi đao cùng không khí biên giới đều phát ra kịch liệt ô minh. Đúng là Vương Khải Minh, rút đao cùng thu đao, thập phần buồn tẻ, bất cứ người nào, chỉ cần luyện tập hơn một ngàn lần, sẽ nhẫn nhịn không được. Nhưng này Vương Khải Minh, lại sắc mặt cứng cỏi, lần lượt xuất đao, không có chút nào không kiên nhẫn, mỗi một lần xuất đao, đều muốn tinh khí thần ngưng tụ đến mức tận cùng. Người như vậy luyện, coi như là luyện thêm một năm, đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ đao ý. Tần Trần đột nhiên lắc đầu, ai, thiếu niên giựt mình tỉnh lại, mạnh mà quay đầu, hắn hai con người như là lưỡi dao sắc bén, bắn ra hàn quang, thân hình nhoáng một cái, tự đi tới tần trần phía trước, khủng bố đao thế nhập vào cơ thể mà ra, như là ra khỏi vỏ bảo đao, tùy thời đều dục chém dục. Ngươi, tần trần, nhìn thấy là tần trần, vương khải minh nhướng mày, ngươi ở nơi này làm cái gì? Còn có, ngươi cũng hiểu đao, vương khải minh rất rõ ràng, tần trần mạnh nhất chính là kiếm pháp của hắn cùng quyền pháp, chẳng lẽ đối với đao cũng có nghiên cứu? Một gã võ giả, có thể ở một cái phương hướng luyện đến mức tận cùng, cũng đã có khó lường rồi, làm sao có thể tại phương diện khác, cũng có khủng bố như thế tạo nghệ. Kiểu sơ một hai, tần trần nhàn nhạt nói ra, người bây giờ đối với đạo ý lý giải, chỉ hiển hiện tại mặt ngoài, trước kia đánh bại tông cường một chiêu kia, có lẽ chỉ là đạo ý hình thức ban đầu, khoảng cách chính thức đạo ý, còn kém xa, nếu như ta không có đoán sai, người vừa rồi nên là như vậy đang không ngừng bắt cỗ này đạo ý hình thức ban đầu, ý đồ từ đó lĩnh ngộ đạo ý, đáng tiếc, tiếp tục như vậy, người đối với đạo ý lý giải, sẽ ngộ nhập lạc lối. Nói hưu nói vượn, Vương Khải Minh ánh mắt không vui, hắn đối với Tần Trần, vốn đang rất có hảo cảm, bây giờ nghe đến Tần Trần lời mà nói. Lập tức bất mãn lên, hắn một cái sử kiếm đấy, biết cái gì là đau sao. Thật sự buồn cười, nếu như các hạ không có chuyện gì lời nói, có thể đã đi ra. Vung tay lên, Vương Khải Minh trực tiếp tiến khách, chỉ là đối với Tần Trần giác quan, hạ hạ xuống băng điểm. Bất quá là lấy được học viện thiên tinh quán quân mà thôi, chính mình lúc trước tuy nhiên bị thua, nhưng là bài danh thứ tư, lẫn nhau ở giữa tranh lệch, cũng không phải là rất lớn. Trải qua những, này thiên khổ tu, chính mình tu vi đã có đột nhiên tăng mạnh, thật muốn chiến đấu mà bắt đầu. Còn không biết ai thắng ai thua, lại tới nơi này giả trang ra một bộ cao thâm mà chắc bộ dạng, còn chỉ điểm mình tu luyện. Hắn cho rằng hắn là ai, người có thể không tin ta, ta chỉ thì không muốn thấy một trời sinh đau khách, bởi vì lung tung tu luyện, kết quả ngộ nhập lạc lối, thậm chí kinh mạch đứt đoạn, trở thành một tên phế nhân. Tần Trần nói, Ngươi nói bậy bạ gì đó, nếu là không nói rõ ràng, đừng trách ta không khách khí. Vương Khải Minh một ngón tay tần trần, ánh mắt lạnh như băng. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ điểm mình thì cũng thôi đi, chính mình không để ý tới là được rồi, nhưng bây giờ rõ ràng còn nguyền rủa chính mình, thực sự quá phân ra. Bị Vương Khải Minh dùng đao chỉ vào, tần trần mặt không đổi sắc, nhìn đối phương hai tay, thản nhiên nói, người gần đây lúc tu luyện, phải hay là không xong thủ thiếu dương, huyệt thiếu thương, thường xuyên nhức mỏi, đặc biệt là gần đây một thời gian ngắn, trong đêm lúc liền bắt đầu ẩn ẩn làm đau, tựa như hiện tại đồng dạng. Sắc mặt trì trệ, hai mắt trợn tròn, Vương Khải Minh mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Ngươi, làm sao ngươi biết, hai tay run rẩy, khó có thể tin, thiếu thương, thiểu dương ở vào ngón tay, trong lòng ngươi tất nhiên là cho là mình tu luyện bản đao thuật quá mức, ngón tay mỏi mệt, mới có thể làm cho đau đớn, cho nên mỗi lần đau đớn thời điểm, ngươi y phục hàng ngày dùng giảm đau đan tiến hành giảm đau, chỉ là cái này giảm đau đan, một lúc mới bắt đầu hữu dụng, đến đằng sau liền đã mất đi hiệu quả, vì vậy ngươi mỗi ngày trên ngón tay bộ vị, bôi thượng té đánh dầu, nhưng như trước hiệu quả không lớn, ngược lại chỗ thoa chỗ, không chỉ đau đớn, thậm chí bắt đầu run lên. Ngươi, Vương Khải Minh gắt gao nhìn xem Tần Trần, vẻ mặt kinh hãi, phảng phất gặp quỷ rồi. Chính như Tần Trần theo như lời, hắn gần đây một thời gian ngắn, ngón tay hoàn toàn chính xác bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Một lúc mới bắt đầu, hắn phục dụng giảm đau đan còn hữu dụng, có thể càng về sau, giảm đau đan cũng đã mất đi hiệu quả, hắn lại thoa lên một ít ngoại dụng té đánh dầu, đau đớn tuy nhiên giảm bớt, nhưng lại bắt đầu run lên. Chuyện này, hắn chưa bao giờ trước bất kỳ ai đã từng nói qua, không nghĩ tới lại bị tần trần một câu đạo phá. Người rốt cuộc là làm sao mà biết được, Vương Khải Minh khó có thể tin, ta làm sao mà biết được không trọng yếu, ta chỉ biết là, nếu như ngươi lại không coi trọng, đừng nói lĩnh ngộ đau ý, về sau ngươi đôi tay này, liền xem như phế đi, rốt cuộc không cách nào cầm khởi ngươi tha thiết ước mơ chiến đao nói chuyện giật gân vương khải minh quát lạnh cả giận nói người đến cùng muốn làm cái gì còn không tin sao không tin người có thể ân thoáng một phát ngươi trên cánh tay hậu truy thiên tỉnh hai huyệt đã biết rõ ta nói có phải thật vậy hay không rồi vương khải minh trao mày nhưng vẫn là kìm lòng không được một ân hí hít một hơi lãnh khí cái chán lập tức toát ra mồ hôi lạnh vương khải minh toàn thân co rút sắc mặt trắng bệch thiếu chút nữa ngã nhào trên đất như thế nào hội cái kia đau đớn là như thế kịch liệt thế cho nên hắn cái này thiết huyết đàn ông, đều có chút không chịu nổi, phảng phất toàn bộ cánh tay đều không phải là của mình. Sao truy, thiên tình, ở vào thiểu dương tam tiêu kinh, nói cách khác, vấn đề của ngươi, hiện tại đã lan tràn đến rồi thiểu dương tam tiêu kinh, lại không chừng trị liệu, chỉ sợ nguy vậy, được rồi, đã ngươi không tin, ta không nói cũng thế. Lắc đầu, quay người ly khai, ngươi, chậm đã, vương khải minh nhịn không được mở miệng, thân thể run rẩy ánh mắt không hiểu, nói thật sự là quá chính xác rồi, Tần Trần mỗi một câu, đều muốn thân thể của hắn bệnh trạng nói rành mạch, ngay từ đầu, hắn còn có chút hoài nghi, nhưng giờ này khắc này, cũng đã không tiếp tục hoài nghi. Người đã tin tưởng, dừng bước lại, Tần Trần quay đầu, kính xin Trần thiếu chỉ giáo, thân thể của ta đến cùng làm sao vậy? Không hiểu kỳ diệu đau đớn, chẳng lẽ đúng như cái kia Tần Trần theo như lời, là vì thân thể vấn đề, nếu như nói như vậy, cái kia chính mình truy cầu. Người tu luyện hẳn là cô phong đao pháp A, cô phong đao pháp, chú ý khư khư cố chấp, như cô phong sừng sững, Kỳ thật đao pháp này, bản thân rất không tồi, nhưng là đối với ngươi, nhưng có chút không thích hợp. Cái này là vì sao? Vương Khải Minh nhịn không được, chẳng lẽ vấn đề của mình là đao pháp nguyên nhân, nhưng này cô phong đao pháp chính mình tu luyện rồi thật nhiều năm, một mực không có vấn đề gì, như thế nào trong lúc đó lại có vấn đề rồi hả? Nhìn ra được, người tu luyện thập phần vất vả, mỗi ngày luyện đao ít nhất 10 canh giờ, hơn nữa, vì tăng lên chính mình thực chiến năng lực, người thường xuyên ra ngoài, cùng huyết thú giao chiến, trên người vết thương chồng chất, ta có thể nói sai. Tần Trần nói, Vương Khải Minh gật đầu, những vật này, chính mình ban đầu ở cuối năm kỳ thi cuối năm thời điểm đã từng nói qua, Tần Trần biết rõ, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Như vậy tu luyện, bản thân sẽ không có vấn đề gì, nhưng là ngươi chỉ là một giới bình dân, vậy thì có vấn đề rồi. Bình dân vì cái gì tự có vấn đề, Vương Khải có hiểu hay không, khắc khổ tu luyện, cùng thân phận của mình lại có quan hệ gì. Bởi vì ngươi là bình dân, cho nên cũng không đủ đan dược đi phục dụng, mỗi một lần bị thương, không đợi triệt để khép lại cũng đã lại lần nữa tổn thương cái này cũng làm cho người trong thân thể vô cùng nhiều bệnh kín tồn tại những này bệnh kín thập phần thật nhỏ bình thường sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì nhưng quanh năm suốt tháng tích lũy lại có thể cho thân thể của ngươi mang đến nghiêm trọng phụ tải mà ngươi tu luyện hết lần này tới lần khác là cô phong đao pháp cô phong đao pháp chú ý khư khư cố chấp mỗi một lần xuất đao nhất định phải dùng đem hết toàn lực Kiệt lực suốt đao sẽ để cho chân khí đối với kinh mạch của ngươi tạo thành xung kích, đối với cơ bắp cũng sẽ tạo thành tổn thương. Mấu chốt nhất đấy, hay là ngươi gần đây lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu. Vương Khải Minh thần sắc sững sờ, cái đó và đao ý hình thức ban đầu lại có quan hệ gì? Đao ý, nhưng thật ra là đao khách đối với đao pháp một loại lĩnh ngộ, cũng không phải là tuyệt đúng, bởi vậy trên đời này mới có các loại bất đồng đao ý, đó là bởi vì mỗi người đối với đao pháp lĩnh ngộ bất đồng, đối với mình nhưng đích lĩnh ngộ bất đồng, chỗ lĩnh ngộ đi ra đao ý bất đồng đao của ngươi ý hình thức ban đầu là tại bị tần phong kích thương về sau lĩnh ngộ đó là bởi vì trong lòng ngươi có một cơn tức giận một cỗ sung lược lúc này mới khiến cho ngươi lĩnh ngộ đau ý hình thức ban đầu chỉ có điều cỗ này đau ý hình thức ban đầu bên trong ẩn chứa có phẫn nộ của ngươi mà giận dữ tắc thì sẽ tăng lên ngươi thương thế trên người hơn nữa người ý đổ từ nơi này cổ phẫn nộ đau ý hình thức ban đầu ở bên trong tìm kiếm xuất chính thức đạo ý cũng là đi rồi thiên đạo tần trần nói xong im lặng không nói lặng lặng nhìn xem vương khải minh Vương Khải Minh trong nội tâm, lại vạn phần khiếp sợ, giống như sóng biển lao nhanh. Bởi vì chính như Tần Trần theo như lời, hắn lúc trước sở dĩ lĩnh ngộ đao ý hình thức ban đầu, tự là tại Hoàng Cung bị Tần Phong Trấn tổn thương, khi thế áp bách phía dưới, tâm tình phẫn nộ, mới bỗng nhiên lĩnh ngộ. Những vật này, liền linh vũ vương tiêu chiến đại nhân đều không có thể nhìn ra, lại bị Tần Trần liếc nhìn ra, người này trên người, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. chương 170, lĩnh ngộ đao ý, cái kia, còn có cứu sao? sắc mặt thấp thỏm không yên, Vương Khải Minh nhịn không được hỏi. Có là có, nhưng là, kính xin Trần Thiếu cứu ta. Phốc thông, hai đầu gối quỳ xuống, Vương Khải Minh sắc mặt kiên quyết. Người đây là, Tần Trần ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, Vương Khải Minh như vậy một đại nam nhân, lại còn nói quỳ tự quỳ xuống. Ta không muốn trở thành là một tên phế nhân, ta muốn trở nên mạnh mẽ, trở thành một cái chính thức đạt trình độ cao nhất đao khách. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Khải Minh ánh mắt kiên quyết, ánh mắt phảng phất một đầu bướng bỉnh diều hâu, muốn bay lượn cửu thiên. Trong đó quyết tâm, lại để cho Tần Trần đều có chút rung động. Người đứng lên đi, ta đã nói ra, tự tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Đa tạ Trần Thiếu, đứng lên, Vương Khải Minh vẻ mặt kích động, theo trên người xuất ra một hộp kim châm, Tần Trần quát khẽ nói, người đừng nhúc nhích. Tiếng nói vừa ra, ba ba bá, bá, mấy đạo tiếng xé gió vang lên, vài đạo kim châm theo Tần Trần trong tay kích bắn đi ra, không đợi Vương Khải Minh kịp phản ứng, Mấy cây kim châm đã đâm vào cánh tay của mình, một hồi nhức mỏi cảm giác lập tức truyền đến. Vương Khải Minh cả kinh, đồng tử đột nhiên co lại. Quá là nhanh, Tần Trần cái này vài đạo kim châm, mấy chỉ trong nháy mắt đâm ra, nhanh đến hắn thậm chí không thể tới kịp phản ứng, cũng đã đâm vào thân thể của mình, khá tốt đây chỉ là kim châm, nếu như là ám khí lời mà nói. Chính mình căn bản tránh không khỏi. Tốt rồi, thu hồi hộp gỗ, Tần Trần lạnh nhạt mở miệng, "Tốt, tốt rồi." Vương Khải Minh há hốc mồm lúc này mới bao lâu, thì tốt rồi. Hơn nữa trên người mình căn bản không có cảm giác gì. Vừa muốn mở miệng, đột nhiên bị kim châm đâm trúng địa phương, nhức mỏi về sau, lập tức truyền đến một cỗ mát lạnh, cỗ này mát lạnh lập tức truyền khắp toàn thân của hắn, làm hắn nhịn không được rên gì một tiếng. Trong một chớp mắt, cả chi cánh tay, lại có loại thoát thai hoán cốt cảm giác. phảng phất trọng sinh, hô, rút đao ra khỏi vỏ, một đao chém ra, tốc độ so với trước, nhanh ít nhất 20% hơn nữa trên ngón tay, không có bất kỳ đau đớn nhức mỏi. Thật bất khả tư nghị, trừng to mắt, sướng sờ, ngẩn người sướng sờ nhìn xem hai tay của mình, Vương Khải Minh vẻ mặt khó có thể tin. Làm phức tạp chính mình đã lâu thương thế, vậy mà đã nói thì tốt rồi. Người thương thế trên người, kỳ thật còn chưa không khỏi hẳn, ta chỉ là đem trên người của ngươi bế tắc bị hao tổn kinh mạch, tất cả đều đả thông, lại để cho chân khí có thể chảy xuôi đến từng cái kinh mạch mảnh chi. Bình thường mà nói, ngươi còn cần phục dụng đan dược điều dưỡng mấy ngày, mới có thể khỏi hẳn nhưng là lại hai ngày nữa, tự là tiến vào huyết linh trì thời gian, cái kia huyết linh trì đã có thể tăng lên thân thể lực lượng, cải biến võ giả thiên phú, như vậy tự nhiên cũng có thể đem ngươi còn dư lại trên người thương thế, cho trị liệu khỏi hẳn. Vương Khải Minh kích động vô cùng, nhún hai tay, đa tạ Trần Thiếu, về sau Trần Thiếu nếu có cái gì phân phó, cứ mở miệng, ta Vương Khải Minh như có chút do dự, ngũ lôi oanh đỉnh, chết không yên lành. Lắc đầu, Tần Trần nói, ta chỉ thì không muốn thấy một cái đao pháp thiên tài, ngộ nhập lạc lối mà thôi, ngươi lại thi triển một lần đao pháp của ngươi, cho ta xem một chút. Vâng, không do dự, Vương Khải Minh lập tức thi triển đao pháp, chỉ thấy đầy trời ánh đao quanh quẩn, một loại cô tịch, lạnh lùng ý cảnh, tự nhiên sinh ra. Cánh tay khôi phục về sau, Vương Khải Minh sảng khoái tinh thần, đao đao sảng rộng, uy lực so về trước kia đối chiến tông mạnh thời điểm, mạnh ít nhất một nửa. Trần Thiếu, xin chỉ giáo, lại không dám khinh thị tần trần, Vương Khải Minh một bộ đao pháp luyện qua, chắp tay nói ra. Người cái này cô phong đao pháp, hoàn toàn chính xác đã tu luyện đến cực hạn, chỉ tiếc, tuyệt phong quay đầu lại là là bờ, hy vọng lại cả đời. Đao pháp của người ánh sáng có tuyệt phong chi tình, lại không tái sinh chi ý. Tái sinh chi ý, tần trần nhẹ nhàng cười cười, bẻ một bên một căn nhánh cây, đột nhiên huyễn hóa ra một đạo hùng hồn khe hở, cái kia khe hở tầng tầng lớp lớp, hóa thành cô phong, hùng hồn nguy nga, rồi lại sinh cơ giạt rào. Bởi vì ngươi vị trí hoàn cảnh, làm cho trong lòng của ngươi, chỉ có cô tịch, nhưng là, trên đời này, khắp nơi sinh cơ, không có bất kỳ một con đường, là chân chính tuyệt lộ, chỉ cần trong nội tâm ôm có hy vọng, tự nhất định có thể chứng kiến quang minh, ta cái này tuyệt phong đao pháp, ngươi coi được rồi, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tự xem vận mệnh của ngươi. Hắn một chiêu này tuyệt phong đao pháp, lập tức một tòa cô gia vụ ngọn núi đứng ngạo nghễ, trong bóng tối như hồng hoang cự thú, chậm rãi thức tỉnh, cái kia bàng bạc khí thế, như thiên ngoại đến phong. Tần Trần ánh mắt sắc bén, một loại khó nói lên lời khí thế mang tất cả, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở vào một loại áp lực hoàn cảnh phía dưới, nhưng đột nhiên gian một loại sáng sớm tảng sáng cảm giác bay lên cái kia cô tịch bên trong có loại gọi là hy vọng hào quang vương khải minh lập tức ngốc trệ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tần trần đầy trời đau pháp hốc mắt không hiểu ướt át cô phong đau pháp đây mới thực sự là cô phong đau pháp trên đời này cũng không có bất kỳ con đường sẽ là chân chính tuyệt lộ vương khải minh thì thào tự nói bỗng nhiên có loại muốn khóc xúc động nước mắt kìm lòng không được liền từ khóe mắt chảy xuôi xuống đúng a à, chính mình sinh ra bình dân từ nhỏ chịu nhiều đau khổ nhưng bằng vào chính mình cố gắng, còn không phải gia nhập đại tề quốc cao cấp nhất học viện thiên tinh. Ở trong học viện, mình bị người cười nhạo, bị người xem thường, có thể chính mình từng bước một, chịu nhiều đau khổ, người khác tại tu luyện, chính mình tại tu luyện, người khác tại du ngoạn, chính mình hay là tại tu luyện, thậm chí người khác đang ngủ, sau này mình tại tu luyện. Cuối cùng nhất, trở thành học viện thiên tinh cuối năm kỳ thi cuối năm thứ tư, vạn chúng chúng mục. Đây hết thảy, chẳng phải là nói rõ, ở trên đời này, không có chính thức tuyệt cảnh, hết thảy, đều xem ngươi có hay không đánh vỡ tuyệt cảnh tâm chỉ cần cố gắng ăn được rồi khổ coi như là tuyệt lộ cũng có thể đi ra một con đường sống đến oanh giờ khắc này vương khải minh trong nội tâm giống như có cái gì gông xiềng bị đánh vỡ một loại thông thấu thanh minh cảm giác truyền khắp toàn thân của hắn ông hắn lần nữa rút đao một loại lăng lệ ác liệt đao thế từ trên người hắn phóng lên trời rút đao thu đao răng rắc phía trước vài cây đại thụ ngay ngắn hướng bị chém đứt từ đó vỡ ra ầm ầm sụp đổ cái này là đao ý sao nắm chiến đao, Vương Khải Minh nỗi lòng ninh tịch, như là đã lấy được trọng sinh. Người ngộ rồi, Tần Trần mỉm cười, nhìn xem giống như thoát thai hoán cốt Vương Khải Minh, vẻ mặt dáng tươi cười. Cái này Vương Khải Minh không hổ là đao si, có thể nhanh như vậy tự lĩnh ngộ đến đao ý chân lý, tuy nhiên trước mắt vẫn chỉ là sơ cấp đao ý, nhưng từ nay về sau, tương lai của hắn, đem hoàn toàn bất đồng. Đa tạ Trần thiếu chỉ điểm, Vương Khải Minh nội tâm kích động. Biết rõ chính mình hôm nay có thể có như vậy đột phá, tất cả đều là bởi vì tần trần nguyên nhân. Giờ này khắc này, hắn mới hiểu được, chính mình cùng Tần Trần ở giữa tranh lệch, đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Cùng là Tần gia đệ tử, Trần Thiếu cùng Tần Phong, tranh lệch quá xa rồi, một cái tại thiên, một cái tại đất, nghe nói cái kia Tần Phong vẫn muốn đối với Trần Thiếu ra tay, chỉ cần có ta vương khải minh tại, tự tuyệt không cho hắn làm suốt bất cứ thương tổn gì đến Trần Thiếu sự tình đến. Âm thầm hạ quyết tâm, vương khải minh yên lặng cắn răng. Tần Trần tự nhiên không biết vương khải minh nội tâm suy nghĩ, hắn chỉ thì không muốn thấy một thiên tài đau khách, như vậy vẫn lạc mà thôi. Nếu như Vương Khải Minh sanh ra ở võ vực, tự nhiên sẽ có cao thủ chỉ điểm, nhưng là tại đây vắng vẻ Tây Bắc, không có danh sư, muốn muốn lớn lên, đúng là không dễ. Chị liệu hết Vương Khải Minh, Tần Trần không có ở lâu, đi doanh trướng ăn chút gì, liền lại lần nữa trở lại trướng bổng của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Sáng sớm hôm sau, Tần Trần bị tập hợp thanh âm đánh thức, đi ra doanh trướng, tự chứng kiến đại tề quốc rất nhiều thiên tài, nhau nhau tập hợp lại với nhau nghe nói ngày hôm qua đại tề quốc vài tên thiên tài đệ tử đến rồi bổn công tử ngược lại rất là hiếu kỳ lúc này đây đại tề quốc đến tột cùng phái ra những cái kia dạng không đứng đắn tiến vào huyết linh trì một cái không hài hòa thanh âm vang lên theo đại tề quốc quân doanh một phương hướng khác bỗng nhiên đi tới vài tên thiếu niên võ giả một cái trong đó có chút anh tuấn võ giả nhìn xem tần phong mấy người trên mặt lộ ra vài phần giọng mỉa mai vui vẻ tưởng trung tính tình cực kỳ táo bạo thập phần tức giận trầm giọng nói người có ý tứ gì cái kia anh tuấn nam tử cười chào phúng nói đại ngụy quốc là cảnh sơn là mỗ không có ý gì tự là muốn nhìn một chút các người đại tề quốc đến rồi mấy thứ gì đó thiên tài có thể hay không như lần trước đồng dạng cũng không đủ ta đại ngụy quốc giết người nói cái gì tưởng chung bọn người mặt lộ vẻ vẻ giận dữ vây quanh đi lên bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com chúc bạn nghe chuyện vui vẻ La cảnh sơn lộ ra thập phần bình tĩnh mặt mỉm cười chẳng lẽ là mỗ nói có sai lần trước Nam quốc thi đấu các người đại tế quốc đệ tử vừa tiến đến, đã bị chúng ta đại ngụy quốc giết không ít, đến đằng sau, không ít người trực tiếp bỏ quyền nhận thua, quá nhút nhát rồi, lần này, không biết có hay không có loại ra hỏa, ha ha ha. Ha ha, đại tế quốc đều là một đám thằng không dái. Chật chật, tự những, này dạng không đứng đắn, cũng muốn tham gia năm quốc thi đấu, căn bản không đủ chúng ta đại ngụy quốc lạnh kẽ răng nha. Hắc hắc hắc, ta ngô mỗ một người, có thể đánh nằm sấp bọn hắn 10 cái rồi. Một đám đại ngụy quốc đệ tử quái cười rộ lên đáng giận người dám lập lại lần nữa có tin ta hay không đối với ngươi không khách khí tưởng chung bọn người nổi giận đùng đùng xông tới các ngươi là muốn nhiều người đối phó ít người sao cho dù lên đi dù sao các ngươi đại tề quốc cũng chỉ có thể lấy nhiều đối với thiếu đi đáng giận đối phó ngươi không cần nhiều người như vậy ta tưởng chung một người cũng đủ để đem ngươi đánh ngã thật sao nếu như ngươi có thể tiếp ta một chiêu ta thu hồi lời nói mới rồi la cảnh sơn cười nhạt nói một chiêu đáng giận quá coi thường ta tưởng trung nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân kinh khí tăng lên tới cực hạn một quyền oanh rồi đi ra ngoài man vương bá quyền ầm ầm nguy nga quyền phong quét ngang mà ra Trước tài mọn cái kia la cảnh sơn trên mặt mang cười toàn thân không quan tâm ra tay với phương tại tưởng trung nắm đấm sắp oanh chúng hắn lập tức mới một trường đánh ra bành một trường này phát sau mà đến trước lập tức đâm vào tại la cảnh sơn ngực phốc một ngụm máu tươi phun ra tưởng trung bay rất ra ngoài trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất. Lồng ngực của hắn xuất hiện một cái huyết hồng trường ấn, có chút tơ nhiệt khí toát ra, phảng phất bị bị phỏng rồi. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, tưởng chung một chiêu tựu bị đánh bại rồi hả? Ha ha ha, cái này chính là các người đại tề quốc thiên tài, cũng quá yếu a. Yếu đuối, La Cảnh Sơn cười ha ha, đại ngụy quốc những võ giả khác, gặp La Cảnh Sơn một chiêu tựu đánh bại tưởng chung, cũng đều nhao nhao cười ha hả, ánh mắt bên trong lộ vẻ vẻ trào phúng. Đại ngụy quốc võ giả, đi vào ta đại tề quốc nơi đóng quân nháo sự, là muốn chết phải không? Lúc này một tiếng quát lớn truyền đến, Diêm Hoài tướng quân sắc mặt lạnh lùng, đi đến trước, toàn thân tách ra khủng bố sát cơ, như là trùng trùng điệp điệp sóng biển, mang tất cả mà ra. Diêm Hoài tướng quân, chúng ta chỉ là đến đây kiến thức kiến thức đại tề quốc thiên tài đệ tử, vừa rồi vị này, cũng là mình muốn khiêu chiến chúng ta, kết quả liền bồn công tử một chiêu đều tiếp không nổi, có thể không phải chúng ta tới nháo sự. La Cảnh Sơn cười nói, đúng vậy a à, người đại tề quốc cùng ta đại ngụy quốc mặc dù có mâu thuẫn nhưng không đến mức thiên tài bị đánh người một cái tướng quân báo thủ cho hắn ra tay đi đại tề quốc thiên tài võ giả đều là rùa đen rút đầu sao rất nhiều đại ngụy quốc đệ tử nhao nhao trào phúng lên muốn chết siêm hoài sắc mặt trầm xuống một trào tự hướng cái kia la cảnh sơn trào tới trưởng phong lăng lệ ác liệt muốn đem cái kia la cảnh sơn như trào con gà con bình thường nắm lên Siêm hoài thân là đóng quân huyết linh trì tướng quân một thân tu vi rất mạnh tại thiên cấp hậu kỳ một chảo này phía dưới cái kia la cảnh sơn chợt cảm thấy một cỗ khí cơ bao phủ chính mình thân hình không thể động đậy phanh đột một đấy một bàn tay theo trong hư không thò ra chặn diêm hoài bàn tay đạp 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 hai người đồng thời rút lui vài bước sắc mặt ửng hồng cổ khánh diêm hoài trong mắt hơi híp người tới chính là đại ngụy quốc đóng ở tướng quân cổ khánh diêm hoài tiểu bối tầm đó động thủ người xuất thủ lời mà nói quá hư không tưởng nổi đi à nha cổ khánh là một cái có mùi ưng nam tử khuôn mặt gầy, buồn rười rượi nói. Diêm Hoài nhướng mày, Đại Tề quốc cùng Đại Ngụy quốc cùng nhau chú đóng ở nơi đây, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, hôm nay đột nhiên tới đây làm gì? La Cảnh Sơn cười nói, xem ra Đại Tề quốc lần này là thật không có cao thủ, cái này tưởng chung có lẽ thuộc về mạnh nhất đi à nha, cũng không gì hơn cái này, như loại này người tiến vào huyết linh trì, quả thực là lãng phí. Hừ, ngươi như vậy liều lĩnh làm cái gì, ta Đại Tề quốc cao thủ rất nhiều, tiến vào huyết linh trì, sao lại, há có thể luân đến ta? tưởng trung xóa đi khóe miệng máu tươi, vẫn nổ quát. a à, vậy thì lôi ra đến xem, như thế nào bây giờ nhìn đến đấy, đều là một ít dạng không đứng đắn, liền một cái thuận mắt đều không có. La Cảnh Sơn cười nhạo, còn lại đại ngụy quốc đệ tử cũng đều cười lên ha hả. Lần trước đại tế quốc còn đã lấy được hai cái top 10 danh ngạch, năm nay xem ra là một cái cũng không có. Dùng La Cảnh Sơn là tiểu hầu ra thực lực, đủ để quét ngang đại tề quốc tất cả mọi người. Xem ra không được bao lâu, đại tề quốc sẽ bị ta đại ngụy quốc chiếm đoạt rồi ha 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 các ngươi tất cả mọi người đều trở thành ta đại ngụy quốc nô bộc một đám đại ngụy quốc đệ tử thần sắc đường hoàng ngôn ngữ khinh thường đường đường đại ngụy quốc chẳng lẽ tiểu cái này chút tiền đồ sao khó trách được xưng là man di chi địa lúc này tứ vương tử theo doanh chướng đi một chút xuất, lạnh giọng nói ra tứ vương tử điện hạ mọi người nhao nhao hành lễ tứ vương tử năm nay đại tề quốc phái ra thiên tài ở bên trong thậm chí có một vị vương tử là cảnh sơn ánh mắt sáng ngời, liền nhìn đến, mặt khác đại ngụy quốc thiên tài, cũng đều nhao nhao ngưng mắt nhìn mà đến. Lúc này, triệu linh san, tử huân công chúa, Lý Thanh Phong bọn người, cũng đều bị cãi lộn kinh động, nhao nhao theo doanh trướng đi ra. Một nhóm người này, khí thế cùng khác võ giả rõ ràng bất đồng, lập tức đưa tới đại ngụy quốc các thiên tài võ giả chú ý. Bái kiến tử huân công chúa, linh san quận chúa, không ít người nhao nhao hành lễ, công chúa, quận chúa, đại ngụy quốc đệ tử hai mắt, nhao nhao phát sáng lên, tại hai người trên người qua lại lướt động đặc biệt là chứng kiến hai người dung mạo về sau trong mắt mọi người cơ hồ đều bắn ra hào quang đến ha 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 lúc này đây đại tề quốc vậy mà còn phái ra một cái công chúa một cái quận chúa cho rằng đây là đang dạo chơi ngoại thành sao khó trách đại ngụy quốc những năm này một lần không bằng một lần chực chực xem hai người này dáng người cùng dung mạo đều là cực phẩm xem ra lúc này đây chúng ta may mắn rồi rất nhiều đại ngụy quốc đệ tử nhao nhao quái cười rộ lên trong ánh mắt toát ra dâm tà thần sắc, làm càn, lớn mật, quá kiêu ngạo rồi, đã cho ta Đại Tề quốc không có người sao? Tại ta Đại Tề quốc nơi chú quân nháo sự, quá đáng rồi. Tất cả mọi người biến sắc, giận tím mặt, Triệu Linh San cùng Tử Huân công chúa, đều là Đại Tề quốc Vương đô tứ đại mỹ nữ một trong, là vô số thiên tài võ giả trong suy nghĩ nữ thần, hôm nay đại ngụy quốc đệ tử cũng dám tại trước mặt bọn họ chửi bới nữ thần của bọn hắn, nguyên một đám tất cả đều chấn giận lên. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nhìn chằm chằm khủng bố khí thức phóng thích, muốn tiến lên xuất thủ. Người đại ngụy quốc người tại ta đại tề quốc nháo sự, đã qua a à. Tứ vương tử coi như là hàm dưỡng dù cho, lúc này cũng nhịn không được nữa tức giận, ánh mắt nheo lại. La cảnh sơn cười nhạt một tiếng, lời ấy sai rồi, chúng ta đến đây, chỉ là muốn bái phỏng thoáng một phát đại tề quốc thiên tài, muốn nhìn một chút đại tề quốc thiên tài đến tột cùng tu vi như thế nào, tại sao nháo sự mà nói. Nghe nói các hạ chính là đại tề quốc tứ vương tử, nhất định tu vi bất phàm, không biết tứ vương tử có thể chỉ điểm một hai. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến tứ vương tử, quá đề cao chính ngươi rồi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Buồn cười, một đám đại tế quốc thiên tài đệ tử giận tím mặt, nếu như tứ vương tử thật tiến lên động thủ, đó mới là sỉ nhục. Tứ vương tử điện hạ, đừng để ý tới sẽ hắn. Diêm hoài cũng ở một bên biến sắc, nếu như tứ vương tử ở chỗ này xảy ra chuyện, vậy hắn chịu tội có thể to lắm, đến lúc đó định sẽ phải chịu bệ hạ trách phạt, dù sao tứ vương tử thân phận cùng học viên khác không giống bình thường đại ngụy quốc cổ khánh tướng quân nhịn không được cười nhạo nói diêm hoài tiểu bối chính mình luận bàn người đều muốn ngăn trở không phải là sợ hãi người đại tề quốc vương tử bị ta đại ngụy quốc thiên tài một chiêu đánh bại a à, ha ha đúng vậy đường đường tứ vương tử sẽ không kết nối thụ khiêu chiến dũng khí đều không có a à. la cảnh sơn cũng lạnh cười rộ lên hừ, ai nói ta không dám nhận thụ tứ vương tử sắc mặt trầm xuống đi tới tứ ca tứ vương tử điện hạ đám người phát ra kinh hô tứ vương tử điện hạ thân phận cao quý há có thể cùng thằng này không chấp nhận lại để cho ta xuất chiến không đúng ta bỏ ra chiến chiếu cố cái này đại ngụy quốc cái gọi là thiên tài thằng này như thế cuồng vọng ta cũng không tin ta đại tề quốc tự không có người chế được hắn đám người phẫn nộ nguyên một đám lòng đầy căm phẫn diêm hoài cũng muốn lại lần nữa tiến lên ngăn trở tứ vương tử ngăn cản nói diêm hoài tướng quân không cần nhiều lời đối phương cũng đã gọi đến thăm ta như cự việt chẳng phải là làm cho đối phương xem thường. Sắc mặt âm trầm, tứ vương tử đi tiến lên đây. Ha ha, tứ vương tử quả nhiên phóng khoáng, là mỗ bội phục. La cảnh sơn nở nụ cười, chỉ là trong tươi cười, cũng không có bao nhiêu tôn kính chi sắc, có ngược lại chỉ là trào phúng. Lúc này, tại đại tề quốc quân doanh bên ngoài địa phương, mấy tên tuấn nam mỹ nữ, cùng đi lấy một gã dâu tóc hoa dâm gầy lão giả, im im lặng lặng đứng ở nơi đó, bởi vì ở vào đám người phía sau khá xa chỗ, thế cho nên những người khác chưa từng phát hiện bọn hắn. Cái này đại tế quốc tứ vương tử thật đúng là chịu không được kích, dễ dàng như vậy tựu lên đài rồi. Một gã thanh niên cầm trong tay quạt sắt, nhạt cười nói. Tam vương tử điện hạ, đại tề quốc tứ vương tử triệu duy, nghe nói là đại tề quốc cao cấp nhất thiên tài, xem ra lúc này đây huyết linh chỉ danh ngạch, tất nhiên có hắn một cái, chính tốt biết một chút về, cái này đại tề quốc trong truyền thuyết thiên tài, đến tột cùng có năng lực gì, điện hạ cũng tốt phòng bị thoáng một phát. Một gã mặc áo bào xanh, khuôn mặt tả ý thanh niên nở nụ cười. Có thể có năng lực gì, bất quá là nói ngoa mà thôi, làm sao có thể cùng ta đại ngụy quốc tào hằng điện hạ đánh đồng, nhìn xem tốt rồi, là cảnh sơn có thể đánh bại cái này tứ vương tử, tàu hằng điện hạ căn bản không cần để ý. Một gã mặc màu tím kinh phục, dáng người nóng bỏng, huyết mạch phun trương xinh đẹp nữ tử, vũ cười quyến rũ nói. Nàng vòng eo hết sức nhỏ, tựa ở tam vương tử tào hằng trên người, tản mát ra hấp dẫn hương vị, quả thực là nhân gian vưu vật. Nếu như ta không nhìn lầm lời mà nói, vừa rồi cùng triệu duy cùng nhau đi ra mấy người kia, chỉ sợ sẽ là đại tề quốc lúc này đây tiến vào huyết linh chỉ thiên tài đi à nha rõ ràng còn có mấy cái mười mấy tuổi đấy tào hằng cái này chính là các người muốn tìm hiểu đại tề quốc thiên tài quá yếu một gã đứng tại tào hằng bên cạnh thân thanh niên lắc đầu hắn khuôn mặt tái nhợt ánh mắt yêu dị làm cho người không rét mà run theo hắn đứng thẳng vị trí đến xem thân phận tựa hồ không tại đại ngụy quốc tam vương từ tào hằng phía dưới hắn mặt lộ vẻ đạm mạc nhìn xem đại tề quốc thiên tài chỗ vẻ mặt khinh thường cái loại này khinh thường sâu tận xương tùy, phảng phất thần long bao quát con sâu cái kiến, hoàn toàn không để vào mắt. Nghiệm ít, ta tìm hiểu đã qua, cái này mấy cái, hẳn là đại tế quốc thứ nhất học viện học viện thiên tinh vừa tốt nghiệp đệ tử, chỉ sợ tuổi đều chỉ có 15, 16, 7 tuổi, tên gia hỏa như vậy, có thể ở năm quốc thi đấu bên trong có cái gì biểu hiện, cũng không biết đại tế quốc hoàng đế triệu cao là nghĩ như thế nào đấy, mắt mở đi à nha. Tào Hằng cũng cười nói, đại tế quốc võ giả hoàn toàn chính xác rất yếu, coi như là tiến vào huyết linh chỉ thiên tài, chỉ sợ cũng không có mấy cái sẽ là la cảnh sơn đối thủ. Tất cả mọi người là như thế này cách nhìn, ở đây nhiều người như vậy, cơ hồ không có có thể làm cho bọn hắn xem vào mắt. La cảnh sơn, người đã thương ta đại tế quốc võ giả, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một cái, tự là xin lỗi, hơn nữa ngoan ngoãn bồi thường tổn thất, một cái khác, tự là ta đánh trở về, bất quá lúc kia, tự không có đơn giản như vậy. Lúc này, tứ vương tử chầm chầm vào la cảnh sơn, lạnh lùng nói ra. Bên cạnh hai người, tất cả mọi người lui về phía sau, chống ra một chỗ. Nghe được chuyện đó, sở hữu tất cả đại ngụy quốc thiên tài đều nở nụ cười. La Cảnh Sơn cũng sừng sốt một chút, hắn xuất thủ mục đích, tự là muốn dẫn xuất tứ vương tử cao thủ như vậy, đối phương rõ ràng còn muốn cho hắn xin lỗi, quá ngây thơ rồi. Tứ vương tử điện hạ, người nếu là có thể đánh bại ta, lại để cho ta xin lỗi, cũng là không có thể khá, nhưng là người đều chưa hẳn là đối thủ của ta, cũng muốn lại để cho ta xin lỗi. Cường giả như thế nào sẽ hướng kẻ yếu xin lỗi? Đúng vậy, Cường giả sao có thể hướng kẻ yếu xin lỗi, trên đời này, chỉ có kẻ yếu hướng cường giả xin lỗi đạo lý. Đại ngụy quốc thiên tài đều ồn ào nói, tư vương tử lạnh lẽo nhìn La Cảnh Sơn, nói, vậy thì tốt, đã ngươi không nên chiến, ta sẽ thanh toàn ngươi, nhưng là ngươi thua, cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy giải quyết, phải quỳ xuống hướng chúng ta đại tề quốc thiên tài xin lỗi, hơn nữa bồi thường tổn thất. Ha ha, tốt, đánh bại ta, đừng nói lại để cho ta bồi thường tổn thất, tự tính toán đem ta thứ ở trên thân tất cả đều lấy đi thì như thế nào. Đáng tiếc, người căn bản không thắng được ta. Tiếng nói vừa ra, là cảnh sơn bỗng rung động, hắn chắp tay trước ngực, oanh, một cỗ nóng rực khí lãng từ trên người hắn bốc lên, toàn bộ cánh tay lập tức trở nên đỏ thấm. Trên bàn tay, khói khí mờ mịt, không khí đều bị bị bỏng được vặn vẹo, một cỗ kịch liệt nhiệt độ cao tràn ngập rồi ra. Dung viêm thiên địa, giữ tợn cười một tiếng, là cảnh sơn hướng tứ vương tử đánh tới. Hắn tu luyện công pháp, chính là huyền cấp hạ đẳng dung viêm công, hơn nữa tu luyện đến đỉnh phong, tuyệt không phải bình thường võ giả có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nơi chú quân độ ấm lập tức tăng lên mấy bận. Là dung viêm công, là cảnh sơn rõ ràng thoáng một phát tựu thi triển ra dung viêm công một chiêu mạnh nhất, quá đề cao đại tề quốc tứ vương tử rồi. Đúng vậy, đối phó hắn ở đâu cần thi triển mạnh như vậy võ kỹ. Đại ngụy quốc thiên tài nhao nhao nói ra, bọn hắn đều tin tưởng là cảnh sơn dung viêm công đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tại đại ngụy quốc thời điểm, địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả đều từng bị hắn đánh chết qua. Đại tề quốc một phương, rất nhiều thiên mới cảm nhận được trong đó ẩn chứa uy lực, nguyên một đám ánh mắt ngưng trọng. Ngay tại La Cảnh Sơn xong trường sắp bổ tới Triệu Duy trên người thời điểm, tứ vương tử Triệu Duy đột nhiên động, thân hình nhoáng một cái, lại tránh được La Cảnh Sơn tiến công, đi tới La Cảnh Sơn bên cạnh thân. Thật nhanh, tất cả mọi người kinh hãi, tứ vương tử tốc độ quá là nhanh. Đi vào La Cảnh Sơn bên người, tứ vương tử trực tiếp một trường bổ tới, trường phong biên giới, kinh phong kịch liệt ôm minh, phảng phất bị cắt mở một trường này bị đánh trúng, một người cao nham thạch đều bị cắt thành hai nửa. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. La Cảnh Sơn cảm thấy cả kinh, ánh mắt nhưng lại không kinh hoàng, lộ ra giữ tợn sắc, giữ tợn nói, muốn tách rời khỏi ta sao? Không thể nào, dùng viêm huyết mạch, bảo, oanh, một cỗ màu đỏ hào quang theo trong cơ thể hắn tách ra, phảng phất núi lửa phun trào, khắp nơi đều là nóng rực sức lực khí mang tất cả, đem tứ vương tử triệu duy lập tức bao khỏa, thân hình không thấy, không tốt, tất cả mọi người kinh hãi, tứ vương tử điện hạ bị đánh trúng rồi hả? Hừ, phá, kinh hãi bên trong, chỉ nghe hừ lạnh vang lên, nóng rực hỏa diễm lập tức tách ra, tứ vương tử thân hình hiện ra, khóe miệng chứa cười, một trường vỗ vào la cảnh sơn trên người. Phốc, ngực bị phách xuất một đạo gần xích lớn lên miệng vết thương, la cảnh sơn thân hình nhanh lùi lại, miệng phun máu tươi. Vèo, tứ vương tử điện hạ thân hình nhoáng một cái, lại lần nữa tiến lên. Cho ta ngăn trở, la cảnh sơn trên mặt thong rong cũng không thấy nữa, có chỉ là kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đổi lại trùng trùng điệp điệp hỏa diễm làn sóng lớn, ngăn cản Triệu Duy tiến công. Triệu Duy cười lạnh, tay phải đột nhiên ra tốc, lập tức xuyên thấu La Cảnh Sơn song trưởng phòng ngự, một cái tát quất vào trên mặt của hắn. Ba, La Cảnh Sơn trên mặt nổi giận, toàn bộ bị rút bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, nhổ ra bảy tám cái răng, một cái trưởng ấn phù hiện tại hắn đôi má, hé mở mặt nhanh chóng xương to lên lên. Đại Ngụy Quốc sở hữu tất cả thiên tài nụ cười trên mặt, lập tức động lại, một cổ mặt lộ vẻ hoảng sợ, toàn bộ đều không dám tương tin vào hai mắt của mình, nguyên một đám miệng chừng được có thể nhét hạ trứng gà. Chuyện gì xảy ra, không phải có lẽ là cảnh Sơn Đại Phát thần uy đánh chính là đại tề quốc tứ vương tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao. Như thế nào thời gian trong nháy mắt, la cảnh Sơn tự thất bại, mọi người thậm chí chưa kịp nhìn rõ ràng la cảnh Sơn đến tột cùng là như thế nào bại hay sao. Tứ vương tử thực lực quá mạnh mẽ, quả thực là nghiền áp, căn bản không cần tốn nhiều sức. Hoàn toàn chính xác không kém, mà ngay cả tần trần cũng ánh mắt ngưng tụ tuy nhiên tứ vương tử tu vi chỉ có địa cấp hậu kỳ đỉnh phong nhưng là tại tốc độ cùng trên lực lượng đều đã vượt qua địa cấp hậu kỳ võ giả coi như là thiên cấp sơ kỳ cường giả cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng buồn cười vừa rồi la cảnh sơn còn diễu võ dương oai la cảnh sơn nên thực hiện lời hứa của ngươi rồi tứ vương tử cười lạnh ngươi la cảnh sơn bụng lấy nửa bên mặt trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cho tới bây giờ còn có chút mộng bức đều không biết mình như thế nào bại đấy quỳ xuống nói xin lỗi a à. lạnh quát một tiếng tứ vương tử cười lạnh ánh mắt lạnh như băng đúng vậy a à, mới vừa rồi là ai nói chỉ phải thua tự quỳ xuống nhận lầm hay sao những người khác đã từng nói qua lời mà nói không lại nhanh như vậy tựu đã quên a à. có chơi có chịu các người đại ngụy quốc sẽ không đều là một đám người nói không giữ lời a à. lúc trước biệt khuất không thôi đại tề quốc những thiên tài nhau nhao thở ra một hơi nguyên một đám nở nụ cười đại khoái nhân tâm thật sự là đại khoái nhân tâm a à hát tiến lên hai bước khôi phục một ít tưởng chung quát lạnh nói còn không để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi ta là cảnh sơn ánh mắt trì trệ không dám mở miệng lại để cho hắn bồi thường không có vấn đề có thể lại để cho hắn quỳ xuống nói xin lỗi căn bản không có khả năng kể từ đó đại ngụy quốc mặt đều bị hắn mất hết rồi về sau hắn tại đại ngụy quốc còn thế nào gặp người không xin lỗi thật không mới vừa rồi còn như vậy diếu võ dương oai chẳng lẽ hiện tại tựu kinh sợ rồi hả tưởng chung sắc mặt lạnh lùng một cước giẫm nát la cảnh sơn trên lưng, là muốn chúng ta tự mình động thủ sao? Dừng tay, cổ khánh cũng nhìn không được nữa, sắc mặt âm trầm, tiến về phía trước một bước, tự muốn động thủ. Cổ khánh, tiểu bối chuyện giữa, chúng ta những, này làm tướng quân đấy, hay là đừng nhúng tay đi à nha? Kinh khí quét ngang, Diêm Hoài cười lạnh một tiếng, ngăn lại cổ khánh. Diêm Hoài, ngươi cho rằng bằng ngươi tự có thể ngăn cản ta sao? Cổ khánh sắc mặt âm trầm, toàn thân chân khí mang tất cả, một cổ cuồng phong sóng biển, mang tất cả mà ra, xông vào mỗi người trên người. Đạp đạp đạp, không ít đại tế quốc thiên tài võ giả, nhao nhao lui về phía sau, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Thì ra là tần trần mấy người, thân hình bất động, không bị ảnh hưởng. Đến ta đại tế quốc quân sinh sự, thắng, tự diếu võ dương oai, thua, tự muốn chơi xấu, nào có dễ dàng như vậy sự. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, nương theo mà đến đấy, còn có một cổ kinh khủng áp bách chi lực, lập tức đem cổ khánh phong xuất ra khí thế tách ra tại đây cổ áp bách chi lực xuống trước kia còn mạnh hơn thế không thôi cổ khánh tự phảng phất trên đại dương bao la một buồm thuyền nhỏ không hề ngăn cản chi lực linh vũ vương đại nhân tiêu chiến đại nhân nhìn thấy người tới tất cả mọi người cung kính hành lễ thần sắc phân chấn linh vũ vương tiêu chiến là đại tề quốc chiến thần từng đại tề quốc võ giả trong suy nghĩ thần tượng lãnh tụ tinh thần tiêu chiến cổ khánh đồng tử co rụt lại nguyên bản hung hăng càn quấy khí thế cũng lập tức huệ oải phảng phất lão thử gặp được mèo Đại Ngụy Quốc cùng Đại Tề Quốc, quanh năm chinh chiến, Cổ Khánh tự nhiên biết rõ tiêu chiến đáng sợ, muốn muốn giết hắn, tuyệt đối với không cần tốn nhiều sức. Tiêu chiến, người muốn dẫn phát Đại Tề Quốc cùng Đại Ngụy Quốc ở giữa chiến tranh sao? Cổ Khánh ngoài mạnh trong yếu quát lạnh nói, tự ngươi, tiêu chiến nhàn nhạt nhìn hắn một cái, phảng phất trong mắt không có hắn người này giống như, cái loại này bỏ qua, so trào phúng càng làm cho người cảm thấy phẫn nộ cùng sỉ nhục. Tự tính toán hai nước khai chiến thì như thế nào, giết ngươi, không quá phận phút đồng hồ sự tình đạm mạc mở miệng, tiêu chiến đi thẳng tới La Cảnh Sơn trước mặt, quỳ xuống nói xin lỗi, cho ngươi một con đường sống, nếu không, ngươi biết hậu quả. Hắn ngữ khí bình thản, không có bất kỳ uy hiếp lời nói, nhưng La Cảnh Sơn trong nội tâm phòng ngự, nhưng trong nháy mắt sụp đổ. Phốc thông, quỳ dạp xuống đất, La Cảnh Sơn sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nói, "Đúng, thực xin lỗi, giờ phút này, hắn liền khóc tâm đều đã có, không nghĩ tới đi lên khiêu khích thoáng một phát, vậy mà sẽ đưa tới đại tệ quốc linh vũ vương tiêu chiến." bực này nhân vật giết hắn đi, hắn căn bản không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Thậm chí liền cổ khánh tướng quân, cũng mặc kệ cùng hắn đối kháng. Còn dám đến ta đại tế quốc nơi chú quân khiêu khích, giết không tha. Cút đi, lạnh lùng đảo qua sở hữu tất cả đại ngụy quốc võ giả, sở hữu tất cả bị hắn chứng kiến chi nhân, tất cả đều cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Chúng ta đi, cổ khánh cắn răng một cái, mang theo đại ngụy quốc rất nhiều võ giả, liền quay người rời đi. Người chậm đã, tưởng chung gọi lại thương hoảng sợ mà trốn la cảnh sơn, trực tiếp đem hắn thứ ở trên thân tất cả đều bới ra xuống dưới, cười lạnh nói, mới vừa nói tốt bồi thường đừng quên. Rồi sau đó một cước đá vào cái mông của hắn lên, đưa hắn đạp bay rồi đi ra ngoài, cười ha ha. Thoải mái, thật sự quá sung sướng, trước kia bị la cảnh sơn đánh bại, tưởng chung nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, không nghĩ tới thời gian trong nháy mắt, tứ vương tử điện hạ tìm trở về chàng tử, còn thắng được như thế gọn gàng mà linh hoạt. Giờ này khắc này, tưởng chung đối với tứ vương tử là triệt để bái phục có thể gia nhập huyết linh trì, quả nhiên đáng sợ. Muốn nghiên cứu thảo luận, tự quang minh chính đại, đứng ở nơi đó lén lén lút lút, phải mấy cái phế vật tới, tiểu nhân với tư cách. Hướng phía xa xa địa phương, tiêu chiến cười lạnh một tiếng. Mọi người sững sờ, tiêu chiến đại nhân đang nói cái gì, ngưng thần nhìn lại, quả nhiên đám người đằng sau vài trăm mét bên ngoài, tựa hồ đứng đấy một đám người, xa xa chú ý nơi đây. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ tựa hồ là đại ngụy quốc tào hằng vương tử bọn hắn đáng giận nguyên lai là bọn hắn ở sau lưng rượt dây chính mình lại không tiến lên chớ không phải là muốn thăm dò chúng ta đại tề quốc thiên tài thực lực a nhất định là như vậy ngoại trừ cái này còn có thể có nguyên nhân gì đại tề quốc thiên tài lập tức tạc nồi có thể theo rất nhiều võ giả trung trổ hết tài năng trở thành thiên tài đấy đều là người thông minh đầu óc tưởng tượng tự lập tức suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng đại ngụy quốc cùng đại tề quốc tuy nhiên đối địch nhưng bọn hắn lại tới đây, cũng có không không bao lâu ngày, tựu không gặp đại ngụy quốc võ giả đến đây khiêu khích qua. Có thể ngày hôm qua, tứ vương tử bọn hắn vừa mới đến, đại ngụy quốc thiên tài tựu đến đây khiêu khích, trong đó ý tứ hàm xúc, có thể nghĩ. Tất nhiên là muốn thăm dò tứ vương tử thực lực của bọn hắn. Cần phải thăm dò thực lực, cũng quang minh chính đại một ít, hết lần này tới lần khác chính mình núp ở phía sau mặt, thật sự là hèn hạ. Xa xa, niệm vô cực bọn người bị tiêu chiến nhìn thấu, nghe được tiêu chiến chào phúng, lập tức sắc mặt trầm xuống. Cái này tiêu chiến, thật đúng là hung hăng càn quấy, cho là mình vô địch rồi hả? Tiến tới một bước, niệm vô cực nhịn không được tiến lên. Vô cực, đừng lỗ mãng, cái kia dâu tóc hoa dâm lão giả, đột nhiên đi tiến lên đây. Lăng trưởng lão, vì sao ngăn đón ta? Niệm vô cực nhướng mày, lăng trưởng lão lơ đánh, ngưng âm thanh nói tiêu chiến, chính là đại tề quốc đệ nhất cao thủ, một thân tu vi, đăng phong tạo cực, người lên đi, rất dễ dàng có hại chịu thiệt chẳng lẽ lăng trưởng lão ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Niệm vô cực kinh ngạc, lắc đầu, lăng trưởng lão nói, còn kém một chút, trong môn phái, có thể cùng người này giao phong đấy, trừ ngươi ra phụ thân tông chủ đại nhân bên ngoài, cũng tự hai gã phó tông chủ đại nhân có thể cùng hắn phân cao thấp rồi, về phần những người khác, đều chưa hẳn có thể đối phó. Người này mạnh như vậy, niệm vô cực khiếp sợ, còn mắt nheo lại, đã như vậy, chúng ta đi thôi, năm quốc thi đấu lên, lại phân cao thấp. Biết rõ đúng mực, Niệm vô cực cũng không lỗ máng, rất nhanh một đám người, quay người rời đi. Linh vũ vương đại nhân, tự lại để cho những người kia như vậy đi rồi hả? Xiêm hoài bọn người, lòng đầy căm phẫn, dựa theo đạo lý, đối phương như vậy đến khiêu khích, như thế nào cũng phải lưu lại một ít gì đó. Đừng sinh sự, lắc đầu, tiêu chiến nhìn về phía tứ vương tử cùng tần trần bọn hắn, lúc này đây năm quốc thi đấu, các người ngoại trừ phải cẩn thận đại ngụy quốc bên ngoài, cũng chú ý thoáng một phát quỷ tiên phái đệ tử. Quỷ tiên phái, tất cả mọi người nghi hoặc, Đúng vậy, vừa rồi Tào Hằng đứng cùng một chỗ đấy, còn có quỷ tiên phái niệm vô cực, người này là quỷ tiên phái tông chủ niệm sóc chi tử, một thân tu vi, đăng phong tạo cực, nghe nói là quỷ tiên phái trăm năm qua ít có thiên tài, càng mấu chốt chính là quỷ tiên phái làm việc thủ đoạn, gần đây tàn nhẫn âm hiểm, các ngươi nhất định phải chú ý. Tiêu chiến trao mày, quỷ tiên phái là Tây Bắc cực kỳ cường đại đạt trình độ cao nhất tông môn một trong, nếu như đại ngụy quốc cùng hắn liên hợp lại, đại tề quốc tình cảnh, đem cực kỳ không ổn. Kế tiếp hai ngày, đại tề quốc sở hữu tất cả võ giả đều cảm nhận được trầm trọng áp lực nguyên một đám vùi đầu khổ tu hai ngày thời gian thoáng qua tức thì cuối cùng đã tới tiến về trước huyết linh trì hôm nay các ngươi tám cái đi theo ta tiêu chiến sáng sớm liền đi tới doanh trướng đem tần trần các loại người tới rồi sơn cốc chỗ sâu nhất một mảnh thần bí khu vực nơi này là một chỗ thế giới dưới lòng đất mọi người xuyên qua một mảnh dài dòng nham thạch đường hành lang một đường xâm nhập cũng không biết đi bao lâu rồi rốt cục đi tới một tòa cự đại trong sơn động trong sơn động đã tụ tập không ít tuổi trẻ thiên tài. Những thiên tài này, trên người đều phát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức, trong đó tu vi yếu nhất đấy, cũng đều dưới đất cấp trung kỳ đỉnh phong. Lúc này, bọn hắn đều lặng lặng đứng thẳng trong sơn động, lẫn nhau tầm đó, lạnh lùng dò xét, tìm hiểu lẫn nhau thực lực. Bởi vì mỗi người cũng biết, sau đó không lâu năm quốc thi đấu, ở đây những người này đều muốn là bọn hắn nhất đối thủ đáng sợ. Mà những người này, tuổi cơ bản đều tại 20 suốt đầu, 20 tuổi phía dưới đấy, cơ hồ một cái đều không có. Bởi vậy, đem làm tần trần bọn hắn xuất hiện thời điểm, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Cái này mấy cái, là đại tề quốc thiên tài, còn trẻ như vậy, đây là cái gì quỷ, không sẽ đi qua đi đánh xì dầu a Tất cả mọi người ngạc nhiên, nguyên một đám há hốc mồm. Tiến vào huyết linh trì tuyển thủ, thường thường là đem làm giới năm quốc thi đấu nhân vật trọng yếu, tranh đoạt top 10 nhân vật muốn lực lượng. Bởi vậy các thế lực lớn tại an bài nhân viên thời điểm, bình thường sẽ mắc kẹt 24 tuổi hạn chế. Dù sao, tuổi càng lớn, tu vi cũng càng cao, có thể xâm nhập top 10 xác suất cũng lại càng lớn. Có thể tần trần bọn hắn, rõ ràng đều chỉ có 15-16 tuổi, vậy thì không thể không khiến người giật mình rồi. Nhỏ như vậy tuổi thọ, tu vi khẳng định cũng quá bình thường, làm sao có thể tại năm quốc thi đấu bên trong, đạt được một tốt thứ tự. Trong lúc nhất thời, cả sân động lập tức xôn xao. Đường đường đại tề quốc, chẳng lẽ liền tám cái thiên tài tìm khắp không đồng đều. Tìm như vậy mấy cái mười mấy tuổi thiếu niên, không phải là chuẩn bị buông tha cho lần này thi đấu đi à nha rất có thể, có lẽ cái này đại tề quốc, tại bồi dưỡng lần tiếp theo năm quốc thi đấu thiên tài. Dùng cái này mấy cái thiếu niên tuổi thọ, lúc này đây tiến vào huyết linh trì, chỉ sợ 5 năm, năm về sau, như trước có thể tham gia năm quốc thi đấu. Mọi người nghĩ đến một cái khả năng, quả thực buồn cười, lúc này có người cười lạnh, đúng là đại ngụy quốc cái kia xinh đẹp nữ tử, khóe miệng nàng chứa cười, mang theo cây nhiệt dáng tươi cười, cười nhạo nói, huyết linh trì, mọi người đều biết, tu vi càng cao, thân thể càng cường, lấy được chỗ tốt cũng càng cao, cái này mấy cái mười mấy tuổi ra hỏa, tu vi cũng ngay tại địa cấp sơ kỳ, tự tính toán hiện tại sớm tiến nhập huyết linh trì, cũng chịu không được huyết linh trì đáng sợ, hút không thu được huyết linh trì năng lượng, chẳng khác gì là lãng phí, cái này đại tế quốc quốc quân, sẽ không đầu óc bị lừa đá đi à nha, ha ha ha. Nàng che miệng cười khẽ, thân thể run rẩy, ngực hai vú qua lại rung rung, hấp dẫn người nhãn cầu. Làm càn, tiêu chiến giận tím mặt, một cổ kinh khủng khí tức áp bách tới đạp 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 xinh đẹp nữ tử sắc mặt trắng bệch ánh mắt hoảng sợ liên tục rút lui tiêu chiến ngươi làm cái gì vậy khẽ quát một tiếng đại ngụy quốc trong đám người đi ra một gã dáng người khôi ngôn nam tử ánh mắt lạnh lùng như là chim ưng oanh trên người hắn khí thế bộc phát như là dâng lên núi lửa mang tất cả mà ra quý chỉ thành người không nghĩ tới người cũng tới tiêu chiến đồng tử co rụt lại quý chỉ thành chính là đại ngụy quốc đệ nhất cường giả một thân tu vi đồng dạng tại tứ giai huyền cấp đỉnh phong tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngóe, người xương đồ thần. Người có thể tới, vì sao ta không thể tới? Quý chỉ thành cười lạnh, ánh mắt âm lãnh, quản tốt người người, như lại có chút chửi bới ta đại tế quốc bệ hạ nói như vậy, đừng trách ta không lưu tình cảm. Tiêu chiến quát lạnh, tiêu chiến, đối với một người nữ đệ tử hô to gọi nhỏ, tựa hồ không phù hợp người đại tế quốc đệ nhất cao thủ thân phận A, chẳng lẽ đường đường đại tế quốc đệ nhất cao thủ, chỉ biết đối với một người nữ đệ tử diễu võ dương oai. Buồn rười rưỡi thanh âm vang lên, đúng là quỷ tiên phái trưởng lão lăng trung cười quái dị nhìn xem tiêu chiến lăng trung ta đại tề quốc cùng đại ngụy quốc ở giữa sự cùng ngươi quỷ tiên phái có quan hệ gì đâu lúc nào quỷ tiên phái cùng đại ngụy quốc liên hiệp xem ra lúc này đây dã tâm không nhỏ a hát ta chỉ là ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ mà thôi lăng trung ánh mắt trầm xuống cũng không tiếp tục mở miệng một bên úy chỉ thành cũng ánh mắt tối tăm phiền muộn nhưng lại không nói cái gì nữa chỉ là lạnh lùng cười cười nhưng trong ánh mắt sát cơ, lại không chút nào che giấu. Đại tề quốc cùng đại ngụy quốc người lại đấu nhau. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hừ, chẳng lẽ bọn hắn những năm này đấu còn thiếu sao? Nếu như không phải năm quốc tầm đó có hiệp nghị, không được gây chiến, hai quốc gia chỉ sợ sớm đã đã đánh nhau. Hiện tại không làm theo đánh chính là rất lợi hại, nghe nói đại ngụy quốc cùng đại tề quốc hàng năm tại biên cảnh chết tổn thương tướng sĩ, đều ngàn vạn. Hắc hắc, xem ra có trò hay để nhìn, lần trước năm quốc thi đấu, đại ngụy quốc cùng đại tề quốc thiên tài tại đấu vòng loại thời điểm, đánh đập tàn nhẫn, có thể nói là chết tổn thương thảm trọng, lần này, chỉ sợ cũng tốt không được nữa. Đừng nói đại tề quốc cùng đại ngụy quốc, thế lực khác vẫn là thiên tài chẳng lẽ tự ít đi sao? Hiện tại Tây Bắc mặt ngoài coi như cùng bình, có thể các thế lực lớn âm thầm xung đột lại không ngừng, thật vất vả có một cái cơ hội như vậy, không ra tay độc ác mới là lạ. Nhìn thấy một màn này, ở đây người của thế lực khác tất cả đều âm thầm nghị luận lên. Tần Trần nhíu mày, xem ra tây bắc nam quốc biểu hiện ra cùng bình âm thầm xung đột lại cũng không ít các ngươi đều nhớ rõ ràng đại ngụy quốc cùng quỷ tiên phái đệ tử mặt kế tiếp nếu như tại thi đấu đấu vòng loại chung gặp được phải tất yếu coi chừng đi vào một hẻo lánh tiêu chiến sắc mặt nghiêm túc đối với tần trần bọn người nhắc nhở minh bạch mọi người gật đầu tiêu chiến ánh mắt ngưng trọng xem bộ dạng như vậy quỷ tiên phái cùng đại ngụy quốc rất có thể thật sự liên hợp lại với nhau nếu như là như vậy như vậy lúc này đây cạnh mình thiên tài chỉ sợ muốn nguy hiểm vừa rồi năm quốc thi đấu, chỉ là một cái đại ngụy quốc, tụ lại để cho đại tế quốc thiên tài đệ tử tổn thất thảm trọng, nếu là tăng thêm quỷ tiên phái, sự tình đem càng thêm nghiêm trọng. Đại ngụy quốc một phương, úy chỉ thành đối với dưới chướng đệ tử trầm giọng nói, tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta, tại đấu vòng loại bên trong nếu như vô tình gặp hắn đại tế quốc đệ tử, đừng cho ta hạ thủ lưu tình, giết một cái đại tế quốc đệ tử, lão phu thêm vào có phần thường. Vâng, kính xin đồ thần đại nhân yên tâm, đại ngụy quốc đệ tử trong mắt toát ra sát cơ, úy chỉ thành ngươi yên tâm, lúc này đây có ta quỷ tiên phái giúp ngươi chỉ cần cái kia đại tề quốc đệ tử còn dám tham gia thi đấu tự khó thoát khỏi cái chết lăng trung buồn rười rượi cười cười nhưng các ngươi cũng đừng quên người đại ngụy quốc hứa hẹn yên tâm ta đại ngụy quốc chuyện đã đáp ứng tục việt sẽ không quyệt nợ úy chỉ thành nhe răng cười nói tây bắc nam quốc theo thứ tự là đại tề quốc đại ngụy quốc đại lương quốc đại tống quốc đại triệu quốc trong đó chỉnh thể quốc thể dùng đại lương quốc mạnh nhất tiếp theo là Đại Tề Quốc cùng Đại Ngụy Quốc, tại kế tiếp là Đại Tống Quốc cùng Đại Triệu Quốc. Lần trước năm quốc thi đấu, Đòn Rông, Đại Đủ, Đại Ngụy Top 10 chung phân biệt đạt được hai cái danh ngạch, Đại Tống cùng Đại Triệu thì là một cái, còn lại hai cái, tất bị quỷ tiên phái cùng Lăng Thiên Tông đoạt được. Mà lúc này, mặt khác một ít thực lực thiên tài, cũng tùy theo mà đến. Xem, cái kia là Đại Triệu Quốc Lý Mộng Bạch, năm nay mới 21 tuổi, cũng đã là địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả, đáng tiếc sinh ra quá muộn một ít, nếu là sớm hai năm chỉ sợ càng thêm đáng sợ đại tống quốc nghe nói cũng ra hai cái thiên tài không phải chuyện đùa lăng thiên tông người đến rồi hí lăng thiên tông là cuối cùng một cái xuất hiện đấy đem làm lăng thiên tông người đã đến tất cả mọi người ánh mắt trợn tròn hít một hơi lãnh khí nguyên một đám con mắt đăm đăm không hề trước mắt chỉ thấy đầu lĩnh đấy là một người mặc màu trắng sai y như tử da như nõn nà trắng nõn như ngọc xinh đẹp không gì sánh được là lăng thiên tông tông chủ hai như u thiên tuyết Lăng Thiên Tông trăm năm khó gặp thiên tài. Nghe nói người này thiên phú so tỉ tỉ của nàng U Tĩnh Tuyết đều muốn đáng sợ, năm nay mới 18 tuổi, cũng đã là địa cấp hậu kỳ thiên tài rồi. Thật không ngờ xinh đẹp, tất cả mọi người bị chấn nhiếp, nguyên một đám đôi mắt tỏa sáng. Mà ngay cả Tần Trần cũng nhiều nhìn thoáng qua, không thể không nói, nàng này so về Tử Huân công chúa và Linh San quận chúa, đều không chút nào chênh lệch, từng có chi mà không bằng, đặc biệt là trên người nàng vẻ này xuất trần khí chất, giống như thiên tiên hạ phàm, lại để cho người không đành lòng khinh nhờn. Càng làm cho người giật mình đấy, hay là tuổi của nàng, nàng là trừ tần trần bọn hắn bên ngoài, trẻ tuổi nhất một cái. Hơn nữa, tại 10 năm trước trong số đó số năm quốc thi đấu phía trên, Lăng Thiên Tông U Tĩnh Tuyết, dùng kinh người thực lực, đoạt được một lần kia năm quốc thi đấu thứ hai, mà nghe đồn U Thiên Tuyết thực lực, còn muốn tại tỷ tỷ của nàng U Tĩnh Tuyết phía trên. Tốt rồi, chư vị đều đến đông đủ, tự không cần lãng phí thời gian. Có người khẽ quát một tiếng, đúng là đại lương quốc cường giả, dẫn đầu mọi người hướng về sơn động ở trong chỗ sâu, tiếp tục đi ra. Không bao lâu, mọi người đi tới một cái cực lớn trong sơn động, ở đằng kia trong sơn động, điều khắc lấy một cái tối nghĩa huyền ảo trận pháp, sơn động linh hỏa tươi sáng, đem chọn cái đại trận chiếu dọi được một mảnh sáng cho chói mắt, mơ hồ trong đó có một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ theo cái kia trong trận pháp truyền lại mà ra, làm cho người kinh hãi. Chư vị, vì phòng ngừa huyết linh chỉ bị người phá hư, nơi đây đã bị trận pháp bao trùm, hơn nữa chỉ có năm quốc chi nhân, lệnh tập hợp bài mới có thể mở ra trận pháp. Tiêu chiến các loại năm quốc lĩnh đội, đối mắt nhìn nhau liếc, nhau nhau theo trên người xuất ra một khối ngọc bài, đặt tại rồi trên thạch bích năm cái lõm trong máng. Lập tức, cả trong sơn động bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sức lực khí, trước mắt đại trận, lập tức mở ra, xuất hiện hai cái một người cao lỗ thùng. Huyết linh chỉ chính là ở đằng kia trận pháp mặt khác hơi nghiêng, các người đều tiến vào huyết linh chỉ A, nam tính theo bên trái tiến vào, nữ tính theo phía bên phải tiến vào, một khi tiến vào, trận môn sẽ gặp đóng cửa, chờ các ngươi hấp thu hết huyết linh chỉ về sau, trận pháp sẽ tự động đem bọn ngươi bài xích đi ra. Nam nữ rõ ràng tách ra, tất cả mọi người là sướng sờ, thấy mọi người trên mặt nghi hoặc, cái kia cường giả giải thích nói, huyết linh ao ở bên trong, võ giả phải trần chuồng tiến vào, một khi ăn mặc quần áo, thân thể sẽ bị huyết linh chỉ lập tức ăn mòn, bởi vậy, cái này huyết linh chỉ bị phân cách trở thành hai mảnh, nam nữ tiến vào khu vực, lẫn nhau cách xa nhau, như vậy cũng tránh khỏi phiền toái. Nhớ lấy, nhất định không thể mặc bất luận cái gì quần áo, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhớ kỹ lão giả mặt sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói ra mọi người lúc này mới chợt hiểu nguyên một đám kinh ngạc cái này huyết linh trì vậy mà phải trần chuồng tiến vào hẳn là nghĩ đến một cái khả năng tần trần ánh mắt lập tức phát sáng lên hắn đã nghĩ đến cái này huyết linh trì vô cùng có khả năng là nào đó dạng đồ đạc nếu thật là như thế vậy hắn thật sự là kiếm lợi lớn nghĩ tới đây tần trần lúc này đi theo rất nhiều thiên tài võ giả đi vào trận pháp bên trong ông 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 đi vào đại trận một cỗ mê muội cảm giác lập tức truyền đến lại để cho người không phân biệt phương hướng trước mắt chỉ có tối tăm lu mờ mịt một mảnh đây là tứ giai mê hồn khốn trận nếu như không biết trận pháp vận chuyển quy luật cùng chỗ hạch tâm mặc dù là tứ giai huyền cấp võ giả cũng sẽ bị khốn trong đó không phân biệt phương hướng cứ thế mà khốn chết ở bên trong xem ra cái này tây bắc nam quốc có lẽ có một cái tứ giai đỉnh phong trận pháp sư trận pháp bên trong tần trần tâm thần ninh tịnh thập phần bình tĩnh dùng năng lực của hắn nếu như muốn muốn làm hoàn toàn có thể phá vỡ trận pháp này tối đa bởi vì tu vi nguyên nhân nhiều hao tổn một ít thời gian mà thôi toàn bộ mê muội chỉ giữ vững mấy giây trước mắt bỗng nhiên sáng ngời một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm ngát lập tức dũng mãnh vào tần trần trong mũi có chút khẽ hấp tần trần chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng lên thân thể mỗi một tế bào đều tại hoan hô tung tăng như chim sẻ phóng nhãn nhìn lại trước mắt là một mảnh hơi nước trắng mịt mờ tràng cảnh mắt thường chỉ có thể nhìn đến phía trước hai ba mét địa phương ở chỗ này, cảm giác cũng bị hạn chế, tinh thần lực cùng mắt thường đồng dạng, đều chỉ có thể quan sát đến phía trước mấy mét khoảng cách. Bốn phía, ngoại trừ tần trần bên ngoài, hoàn toàn không có những người khác. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này mê hồn khốn trận ở bên trong, có lẽ còn có một sai chỗ trận, sở hữu tất cả tiến vào trong đó võ giả, đều bị sai chỗ đến địa phương khác nhau, lẫn nhau tầm đó sẽ không gặp nhau. Huyết linh trì, cần trần như nhộm tiến vào, cân nhắc đến mỗi người tư ẩn, tây bắc nam quốc tại thiết hạ cái này mê hồn khốn trận thời điểm đồng thời cũng bố kế tiếp sai chỗ trận vượt qua trước hai bước trước mắt là một cái màu ngà sữa thủy đàm chỉ là thủy đàm biên giới nham thạch hiện lên màu đỏ như máu cho nên mới được xưng là huyết linh trì thủy đàm hiện lên hình tròn tại trong sương mù cũng không biết có bao nhiêu màu ngà sữa nước ao không nổi tản mát ra mờ mịt sương mù tần trần trước kia hút vào đấy đúng là cái này huyết linh ao ở bên trong phát ra sương mù gần kề từng chút một sương mù liền lại để cho chân khí trong cơ thể hắn như thế sao động, nếu là tiến vào cái này đầm trong nước lại sẽ như thế nào. Quả nhiên là linh tủy dịch, cái này Tây Bắc Nam Quốc vậy mà có được một cái linh tủy dịch đầm. Thấy thủy đàm bộ dáng, tần trần đồng tử đột nhiên co lại, lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn không nghĩ tới Tây Bắc Nam Quốc cái gọi là huyết linh trì, vậy mà thật là linh tủy dịch. Linh tủy dịch là một loại có thể cải tạo võ giả thân thể cường đại nước thuốc, mặc dù là tại võ vực bên trong, cũng giá trị kinh người, là là vật báu vô giá. Trước kia, Tần Trần nghe nói phải Trần Như nhượng tiến vào, cũng đã có chút suy đoán rồi. Hôm nay suy đoán chứng minh là đúng, tích động trong lòng, trước đó chưa từng có. Đã có cái này linh tủy dịch, phong thiểu vũ, thượng quan hy nhi, các ngươi chờ, ta Tần Trần, một ngày nào đó, sẽ siêu việt các ngươi, đoạt lại ta mất đi hết thảy. Rút đi quần áo, Tần Trần đi vào trong đầm nước. Suy, hai chân bị đầm nước đắm chìm vào chỗ, lập tức truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, phảng phất làn da bị ăn mòn rồi giống như, vẻ này kịch liệt đau nhức, dọc theo mạch máu, nhanh chóng lan tràn đến tần trần toàn thân. Linh tủy dịch tuy nhiên có thể cải tạo thân thể, nhưng toàn bộ quá trình lại vô cùng thống khổ, tuyệt không phải người thường có thể nhịn thụ. Tại võ vực, đã từng có một gã cửu thiên vũ đế, cho mình con út đã tìm được một vũng linh tủy dịch, muốn cải tạo hắn con út thân thể, kết quả hắn con út không chịu nổi đau đớn, lại cứ thế mà đau chết tại linh tủy dịch ở bên trong, đã trở thành một cái trò cười. Cho nên, tiến vào huyết linh trì về sau, phải chú ý, một khi không kiên trì nổi, cần lập tức ly khai nước ao, không thể gượng chống. Nếu không, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Những, này chú ý hạng mục công việc, các thế lực lớn cường giả sớm đều có khuyên bảo cùng nói rõ. Hừ, nước ao bao phủ bắp chân, mới đi hai bước, xa xa liền nhẹ nhàng truyền đến một đạo kêu rên, hiển nhiên có người tiến vào huyết linh trì về sau, có chút chịu không được thống khổ. Ngay sau đó, liên tiếp kêu rên truyền đến, những võ giả này cố nén thống khổ, tiến vào huyết linh trì. Ao ao, nước gợn nhộn nhạo, có thể cảm giác được, ở chung quanh huyết linh bên cạnh ao lên, một gã tên võ giả nhau nhau tiến vào cái ao nước, nhưng là vì màu trắng sương mù ngăn cách, lẫn nhau đều nhìn không thấy đối phương, nhưng có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Ách ha hát, có chút võ giả nhẫn nhịn không được thống khổ, nhao nhao phát ra rên, nguyên một đám gấp vội khoanh chân mà ngồi, vội vàng vận chuyển chân khí trong cơ thể, để chống đỡ linh tủy dịch trung năng lượng xung kích. Chỉ là, một khi dùng chân khí chống cự, linh tủy dịch trung năng lượng tiến vào thân thể tốc độ sẽ chợt hạ xuống, đối với thân thể cải tạo, kỳ thật có hại vô ích. Chỉ có buông ra thể xác và tinh thần, lại để cho linh tủy dịch chung năng lượng, tiến vào thân thể ngũ tạng lục phủ, mỗi một tế bào cùng lỗ chân lông, mới có thể để cho thân thể cải tạo, đạt tới lớn nhất. Tần trần nhẫn nại lực mạnh nhất, rõ ràng cảm nhận được, linh tủy dịch chung năng lượng, từng chút một dũng mãnh vào thân thể của mình, theo lỗ chân lông tiến vào đến mau mảnh mạch máu, lại tiến vào đến cơ bắp, kinh mạch cùng huyết dịch, trở sau cùng đưa đến toàn thân từng cái bộ vị. Trong thân thể mỗi một tế bào, cũng bắt đầu ngứa, trở nên đau đớn, đó là tại lột xác. Linh tủy dịch tẩy lễ, tự là xem ai có thể hấp thu năng lượng nhiều, hấp thu năng lượng càng nhiều, thân thể sẽ trở nên càng cường, cơ hội tốt như vậy, nhất định không thể lãng phí. Tần Trần thầm nghĩ trong lòng, từng bước một đi vào huyết linh trì trung tâm. Nước ao từng chút một lan tràn Tần Trần thân thể, bắp chân, đùi, phần eo, bộ ngực, càng là tiến vào huyết linh trì ở trong chỗ sâu, huyết linh ao ở bên trong ẩn chứa linh tủy dịch nồng độ cũng lại càng cao, hơn nữa thân thể tiếp xúc nước ao bộ vị càng nhiều đau đớn cường độ cũng lại càng lớn đến rồi bộ ngực thời điểm tần trần cái chán chảy ra mồ hôi lạnh sắc mặt tái nhợt thân thể lạnh run thân thể từng cái bộ vị phảng phất có vô số căn nóng đỏ châm nhỏ không ngừng đâm ra mà nương theo lấy linh tủy dịch năng lượng tiến vào trong cơ thể cái loại này vạn châm đâm ra đau đớn cũng chuyển đưa tới thân thể ngũ tạng lục phủ vù vù miệng lớn thở hồn hền Tần Trần vận chuyển bất diệt thánh thể, lúc này đau đớn cùng lúc trước tu luyện bất diệt thánh thể mà nói, còn kém một ít. Cảm giác rồi thoáng một phát, cái này chiều sâu linh tủy dịch nồng độ, so với trước kia, tối thiểu cao gấp 2. Nói cách khác, ở chỗ này hấp thu linh tủy dịch hiệu suất, so sánh thiển địa phương, nhanh gấp 2. Đồng thời càng sâu nhập, cái kia linh tủy dịch phía trên sương mù, vậy mà tại chậm rãi giảm bớt, mắt thường có khả năng chứng kiến khoảng cách, cũng xa rất nhiều. Tại đây tuy nhiên nồng độ không thấp, nhưng khoảng cách cực hạn của ta còn cách một đoạn. Tần Trần Yên lặng nói nhỏ, ao ao, đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng nước. Có người tại chậm rãi tới gần, không nghĩ tới Nam Quốc bên trong thậm chí có người có thể đi đến cái chỗ này. Tần Trần sững sờ, có thể đi đến cái chỗ này, tại thân thể cường độ lên, ít nhất phải tiếp cận thiên cấp. Lấy lại tinh thần, tiếp tục hướng ở trong chỗ sâu đi đến, Tần Trần dần dần biến mất tại trong sương mù khói trắng. Tại Tần Trần sau khi biến mất không bao lâu, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở tần trần biến mất địa phương. Người này sắc mặt tái nhợt, cắn răng, ánh mắt bướng bỉnh như là bay lượn cửu thiên đại bằng. Đúng là tần phong, đến nơi đây không sai biệt lắm là ta trước mắt cực hạt, phải nghỉ ngơi một chút, các loại thích ứng qua đi, lại đi càng sâu địa phương. Thống khổ thì thào nói nhỏ, tần phong lúc này tại đây gấp hai nồng độ linh tủy dịch ở trong chỗ sâu, tu luyện. Vù vù vù, đại lượng linh tủy dịch năng lượng, tiến vào thân thể của hắn, cải tạo lấy tần phong thân thể. Tần Phong rõ ràng cảm giác nhục thể của mình, tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lên. Thật tốt quá, mấy tháng này, ta một mực áp chế ta tu vi, không đột phá thiên cấp, cái này huyết linh chỉ quả nhiên không có làm ta thất vọng, có thể làm ta đã sớm đạt đến cực hạn thân thể, lại lần nữa tăng lên. Tần Phong cuồng hỉ, tu vi của hắn, đã sớm tại mấy tháng trước tựu đã đạt đến địa cấp hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, thân thể cường độ cũng giống như vậy, không cách nào tại tiến thêm mảy may. Không nghĩ tới mới vừa gia nhập huyết linh chỉ không bao lâu, thân thể vậy mà lại lần nữa tăng lên, làm hắn mừng rỡ như điên. Không bao lâu, huyết linh ao ở bên trong lại lần nữa truyền đến tiếng nước. Lúc này, các thế lực lớn thiên tài nhao nhao đi tới cái này chiều sâu. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ân, thấy nơi đây đã có người, những thiên tài này, ánh mắt đều là trì trệ. Người này là ai? Niệm vô cực quát lạnh, cho mày. Thậm chí có người so với hắn sớm hơn đi tới nơi này sâu trì khu, quả thực không thể tha thứ. Người này vừa rồi tại Đại Tề quốc trong đội ngũ, hẳn là có đại Tề quốc đệ nhất thiên tài danh xưng là Tần Phong. Đại Ngụy quốc Tam Vương Tử Tào Hằng đến gần trước nói: "Tần Phong, đại Tề quốc đệ nhất thiên tài, không phải cái gì kia tứ Vương Tử Triệu Duy sao?" Niệm vô cực nhíu mày, "Không phải, Tào Hằng đôi mắt lạnh như băng, như cô lang giống như, mang theo cừu hận, đại Tề quốc đệ nhất thiên tài, là cái này gọi Tần Phong đấy, người này thân phận chân thật là đại Tề quốc định võ vương Tần Bá Thiên cháu trai." Nói đến Tần Bá Thiên, Tào Hằng trong giọng nói cừu hận, trước đó chưa từng có. Đại Ngụy Quốc cùng Đại Tề Quốc mấy năm liên tục đánh trận, Tần Bá Thiên với tư cách Đại Tề Quốc quân thần, quanh năm đóng quân biên cảnh, bị hắn tàn sát Đại Ngụy Quốc tướng sĩ, không dưới trăm vạn, có thể nói là núi thây biển máu. Bởi vậy sở hữu tất cả Đại Ngụy Quốc con dân cừu hận nhất đấy, cũng không phải Đại Tề Quốc quốc quân triệu cao, nhưng lại tại Đại Tề Quốc có quân thần danh xưng là Định Võ Vương Tần Bá Thiên. Cái gì Định Võ Vương Tần Bá Thiên, kẻ này dám can đảm đoạt của ta danh tiếng, tự là muốn chết. Niệm vô cực chưa từng nghe qua tần bá thiên tên tuổi, chỉ biết là tần phong đoạt rồi hắn danh tiếng, trong nội tâm tức giận dị thường. Oanh, một cố kình khí mang tất cả, bình tĩnh chỉ mặt lập tức bắt đầu khởi động mà bắt đầu. Niệm vô cực trên mặt sát cơ hướng đi tần phong. Niệm vô cực, nơi đây chính là huyết linh trì, không nên xuất thủ, giáo huấn hắn, về sau có rất nhiều cơ hội, vạn nhất bởi vì xuất thủ, dẫn động rồi trận pháp, bị truyền đưa ra ngoài, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Tào hằng biến sắc, vội vàng ngăn lại niệm vô cực. Cái này niệm vô cực, thật đúng là coi trời bằng vung, tại huyết linh ao ở bên trong cũng dám ra tay. Ông, quả nhiên, cảm nhận được huyết linh ao ở bên trong dị động, một cổ vô hình trận pháp chi lực, chấn động mà đến, làm niệm vô cực không thể không thu liếm khí tức. Hừ, trước buôn tha tiểu tử này, các loại sau khi rời khỏi đây, có hắn đẹp mắt. Lạnh quát một tiếng, niệm vô cực cố nén phẫn nộ, tại đây gấp hai nồng độ huyết linh trì khu vực, tu luyện. Tào hằng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lau, chùi đi cái chán quỷ tiên phái người, quả nhiên mỗi một cái đều là tên điên. Cách đó không xa, đại triều quốc lý mộng bạch đám người nhìn thấy một màn này, nguyên một đám mặt không biểu tình. Có thể đi đến nơi đây đấy, đều là năm quốc bên trong đạt trình độ cao nhất thiên tài, biết rõ thời gian quý giá, nguyên một đám cố nén đau đớn, nhao nhao tại đây gấp hai nồng độ khu vực, gian nan tu luyện. Về phần như trương nghị thiên tài như vậy, tối đa tại 1,5 lần khu vực tu luyện. Mà Lý Thanh Phong như vậy đấy, lại chỉ có thể tại tiết mãi bên ngoài khu vực tu luyện. Lúc này, Tần Trần lại đã đi tới rồi huyết linh trì gấp 5 lần khu vực địa phương. Suy suy suy, nơi đây huyết linh trì nồng độ cường đại đáng sợ, Tần Trần trên người truyền đến kịch liệt đau đớn, mỗi một tế bào đều phảng phất bị xé nứt rồi. Cái loại này thống khổ chỉ số, thậm chí vượt ra khỏi lúc trước tu luyện bất diệt thánh thể thời điểm. Nhưng là, hiệu quả cũng là kinh người, một tia linh tủy dịch năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn, cái này tơ năng lượng vừa tiến vào Tần Trần thân thể, Tần Trần lập tức tự cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ, huyết dịch, kinh mạch, cơ bắp cốt cách thậm chí cả mỗi một tế bào đều là đột nhiên phát ra một cỗ cực kỳ bức thiết thanh âm. Cái loại cảm giác này, tự phản phất một cái đói bụng mấy ngày người gặp được đầy bàn mỹ vị món ngon, rượu ngon rượu ngon giống như có loại không thể chờ đợi được muốn thôn vệ cảm giác. Đem làm cái kia một tia năng lượng tiến vào thân thể thời điểm, tần trần trong cơ thể mỗi một tế bào đều tại nhúc nhích, tại tê liệt trong quá trình, điên cuồng thôn vệ những. Này năng lượng, chính là chỗ này, cắn răng, tần trần đã phát không suốt bất kỳ thanh âm gì rồi, tinh thần của hắn căng cứng, sợ mình một cái sơ sẩy sẽ ngất đi ưng ừ, ực ừ, dùng sức hướng linh tủy dịch chung trầm xuống tần trần đem đầu của mình đều thấm tại trong nước hồ a à, kịch liệt năng lượng bắt đầu tê liệt tần trần trên mặt da thịt tần trần con mắt lập tức mù hết thảy đều nhìn không tới rồi màng tai cũng vỡ tan hết thảy đều nghe không được thậm chí toàn thân da thịt cũng bắt đầu bị ăn mòn nhưng tần trần lại vẫn không nhúc nhích như là bàn thạch chìm tại đây linh tủy dịch ở trong chỗ sâu địa phương toàn thân cao thấp từ trong ra ngoài mỗi một tế bào đều tại phát sinh lột xác. Tần Trần thân thể cường độ bắt đầu bằng tốc độ kinh người tăng lên. Không có ai biết, chỉ có đem toàn thân xuyên vào linh thủy dịch ở bên trong mới có thể được đến lớn nhất lột xác, nếu như chỉ là thân thể tiếp xúc, như vậy đối với thân thể tăng lên, gần kề chỉ là thập phần nông cạn đấy. Một canh giờ về sau, rốt cục có võ giả dẫn đầu chống đỡ không nổi, theo huyết linh ao ở bên trong lui đi ra. Đây là một cái tu vi dưới đất cấp trung kỳ võ giả, 23 tuổi, đến từ Đại Tống Quốc hắn vừa ly khai huyết linh trì đau đớn trên người nhanh chóng biến mất da thịt bóng loáng như ngọc phảng phất trọng sinh rồi đồng thời một cỗ cực kỳ nồng đậm lực lượng bắt đầu ở trong thân thể của hắn sinh sôi theo huyết linh ao ở bên trong đi ra phải trước tiên tu luyện đem huyết linh ao ở bên trong hấp thu năng lượng đều chuyển hóa trong óc tiếng vọng tiến vào huyết linh trì trước vương quốc cường giả khuyên bảo lời nói hắn rất nhanh khoanh chân tại bên cạnh bờ bắt đầu chuyển hóa huyết linh ao ở bên trong năng lượng thời gian từng giây từng phút trôi qua đột ngột Oanh, một cỗ kinh người khí tức từ trên người hắn bay lên, mở to mắt, người này trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ta vậy mà nhanh như vậy đã đột phá, hơn nữa trực tiếp đột phá đến rồi địa cấp hậu kỳ đỉnh phong. Vẻ mặt kinh hãi, người này cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Theo địa cấp trung kỳ, một lần hành động đột phá đến địa cấp hậu kỳ đỉnh phong, cái này là bực nào tốc độ. Nếu như đổi lại tại bên ngoài, chỉ sợ không có sổ năm thời gian, căn bản làm không được. Thế nhưng mà ở chỗ này, hơn một canh giờ hắn tự hoàn thành như vậy lột xác còn có thể hay không lại hấp thu đứng lên hắn lửa nóng nhìn trước mắt huyết linh trì lúc trước tu vi của hắn khá thấp cho nên chỉ giữ vững được một canh giờ đã bị bách theo huyết linh ao ở bên trong rời khỏi nếu như lại hấp thu một lần đến lúc đó một lần hành động bước vào thiên cấp cũng không phải là không có khả năng về phía trước hai bước hắn đang muốn lại lần nữa tiến vào huyết linh trì đột nhiên một cỗ trận pháp chi lực đánh úp lại hắn còn không có kịp phản ứng thân hình cũng đã biến mất tại huyết linh bên cạnh ao duyên. Huyết linh chỉ nhâm người phương nào đều chỉ có thể hấp thu một lần, một khi rời khỏi, đem không thể lần nữa tiến vào. Kế tiếp, ngày càng nhiều võ giả tại huyết linh ao ở bên trong hút nhận được cực hạt, từ đó đi ra, nguyên một đám khoanh chân mà ngồi. Bọn hắn khí tức trên thân, nhanh chóng lột xác, liên tiếp nổ vang truyền đến, nguyên một đám liên tiếp đột phá. Trong đó, cơ hồ có hơn phân nửa người, tại tiến vào huyết linh chỉ về sau, đều đột phá một cái cấp bậc. Mặt khác tiểu tính toán không có đột phá đấy, tại thân thể lực lượng phía trên, cũng đều đã có kinh người tăng lên. Rồi sau đó, bọn hắn bị nhao nhao truyền ra huyết linh trì phạm vi. Như thế nào đây, thu hoạch như thế nào? Huyết linh trì bên ngoài, các thế lực lớn cường giả, nhao nhao dò hỏi. bẩm đại nhân, nhục thể của ta lực lượng, theo 30 mã chi lực, một cỗ đột phá đến rồi 40 mã chi lực. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta chân khí trong cơ thể số lượng, cũng trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Đệ tử theo địa cấp trung kỳ, một lần hành động đột phá đến rồi địa cấp hậu kỳ. Một gã tên thiên tài, nhao nhao báo cáo, chư nhiều cường giả trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, mắt lộ ra chờ mong. Hiện tại đi ra đấy, đều là một ít trụ cột độ tranh lệch đấy. Có thể có như vậy tăng lên, đã tính toán không sai. Nhưng chân chính lại để cho bọn hắn chờ mong đấy, hay là từng người thế lực cao cấp nhất mấy cái thiên tài. Phải biết, huyết linh trì, thập phần thần kỳ, ở bên trong đợi đến thời gian càng dài, nói rõ hấp thu huyết linh trì chi lực cũng thì càng nhiều, tương lai thành tựu, cũng lại càng cường. Giống như, hai canh giờ đến 6 canh giờ, là một cái khảm, trong đoạn thời gian này đi ra đấy, thiên phú chỉ có thể coi là là. 6 canh giờ đến 12 canh giờ, là thứ hai khảm, thiên phú coi như không tệ. Vượt qua một ngày, là cái thứ ba khảm, bình thường có thể đợi đầy một ngày đấy, đại biểu tương lai của bọn hắn, bất khả hạn lượng. Lần trước huyết linh trì tẩy lễ, mạnh nhất một thiên tài tại huyết linh ao ở bên trong chờ đợi suốt một ngày rưỡi mới không kiên trì nổi cuối cùng nhất hắn đã lấy được một lần kia năm quốc thi đấu quán quân còn lần này lại sẽ là ai kiên trì đến cuối cùng tất cả mọi người tại chờ mong đại tề quốc một phương linh vũ vương tiêu chiến cũng tại âm thầm chú ý muốn xem xem lần này thiên tài biểu hiện lần này huyết linh trì tẩy lễ bệ hạ thay đổi dĩ vãng lại để cho mới từ học viện thiên tinh tốt nghiệp tần trần bốn người tiến nhập huyết linh trì bốn người này nói thật thiên phú là có Thực lực cũng không yếu, nhưng vẫn là tuổi còn rất trẻ. Nói không chừng sẽ có người rất nhanh không kiên trì nổi. Bất quá, kết quả lại làm cho Tiêu Chiến cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này cái thứ nhất đào thải ra khỏi đến đấy, dĩ nhiên là Lý Thanh Phong. Hơn nữa hắn trọn vẹn giữ vững được 3 canh giờ, mới cuối cùng nhất bị loại bỏ. Tiêu Chiến đại nhân, vẻ mặt mừng rỡ, Lý Thanh Phong đi vào đại tề quốc đội ngũ, mặt mũi tràn đầy tự tin. Hắn lúc này, toàn thân quanh quẩn bành trướng chân khí, tu vi theo địa cấp sơ kỳ. Dĩ nhiên đột phá đến rồi địa cấp trung kỳ, thậm chí khoảng cách địa cấp trung kỳ đỉnh phong cũng cũng không xa. Có thể nói là khí phách hăng hái. Lúc trước, tại học viện Thiên Tinh cuối năm kỳ thi cuối năm chung bị Tần Trần đánh bại về sau, Lý Thanh Phong đụng phải rồi cực tổn thất nặng nề, nhưng. Này Thiên, hắn một mực đang bế quan khổ luyện, chính là vì có thể đánh bại Tần Trần, đoạt lại thuộc tại vinh quang của mình. Hôm nay, huyết linh chỉ tẩy lễ về sau, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, thực lực so với trước mạnh đâu chỉ gấp đôi. Hắn có loại dự cảm lại lại để cho chính mình cùng Tần Trần giao thủ, tuyệt đối với từng phút đồng hồ, có thể đem hắn chảm xuống dưới ngựa. Tần Trần bọn hắn đâu này, bởi vậy vừa về tới trong đội ngũ, đối với tiêu chiến chắp tay, Lý Thanh Phong liền bắt đầu siêu tầm Tần Trần thân ảnh. Nhưng ai biết, hắn nhìn quanh một vòng, cũng không thấy Tần Trần thân ảnh, trong nội tâm lập tức một cái lộp bộp. Hẳn là, Tần Trần bọn hắn còn chưa có đi ra, người là ta đại tế quốc cái thứ nhất theo huyết linh ao ở bên trong đi ra đấy, không tệ. Người rõ ràng đột phá địa cấp trung kỳ, bất quá, trong cơ thể ngươi huyết linh chỉ chi lực còn không có hoàn toàn bị hấp thu tốt nhất nắm chặt thời gian đem còn sót lại tại thân thể huyết linh chỉ chi lực toàn bộ luyện hóa chuyển hóa làm lực lượng của mình bằng không người tiếp nhận huyết linh chỉ tẩy lễ công hiệu sẽ giảm bớt đi nhiều tiêu chiến nói ra cái gì tần trần bọn hắn còn không có theo huyết linh ao ở bên trong đi ra tiêu chiến lời mà nói nhất thời làm lý thanh phong như rớt vào hầm băng chừng lớn mắt trâu huyết linh ao ở bên trong đợi gặp thời gian càng dài tự đại biểu thiên phú càng cao. Hắn lúc trước khát khao kiên trì, vốn tưởng rằng có thể ở học viện thiên tinh bốn gã thiên tài trung xếp hàng thứ nhất, ai biết, đi tới một bóng người đều không có gặp. Đừng nói tần trần rồi, mà ngay cả triệu linh san, thậm chí Vương Khải Minh cũng chưa từng từ huyết linh ao ở bên trong đi ra, cái này. Lý Thanh Phong nội tâm đụng phải rồi cực lớn đả kích. Đồng dạng đều là lần đầu tiên tiến vào huyết linh trì, vì sao tranh lệch sẽ lớn như vậy. Lý Thanh Phong cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng huyết linh ao ở bên trong so đấu đấy, nhưng thật ra là từng cái võ giả ý chí, lực ý chí càng cường, có thể nhịn thụ người khác chỗ không thể chịu đựng được thống khổ, tự có thể kiên trì càng lâu. Hắn tự nhận thức là ý chí của mình lực thập phần kiên định, trọn vẹn giữ vững được ba canh giờ mới đi ra, có ai nghĩ được đến, dĩ nhiên là bốn trong đó yếu nhất một cái. Ta không tin, bọn hắn kiên trì bao lâu có thể so với ta trường bao nhiêu, khẳng định lập tức tụ sẽ ra ngoài. Lý Thanh Phong cắn răng, ánh mắt không cam lòng, một canh giờ đi qua, lại một canh giờ đi qua, các thế lực lớn không ngừng có người bị loại bỏ, có thể đại tề quốc bên này lại thủy chung chỉ có lý thanh phong một cái, điều đó không có khả năng. lý thanh phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mình mới giữ vững được ba canh giờ, tần trần bọn hắn cùng chính mình tu vi không sai biệt lắm, thậm chí không bằng chính mình, sao có thể kiên trì lâu như vậy? đến rồi thứ sáu canh giờ, đại tề quốc rốt cục có người lại không kiên trì nổi rồi. tiêu chiến đại nhân, bóng người kia theo sương mù che chắn trận pháp bên trong đi ra người này toàn thân chân khí bành trướng, lúc này đã đạt đến địa cấp hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách thiên cấp, chỉ có một bước ngắn, thậm chí có bộ phận chân khí, đã có thiên cấp y tứ hàm xúc ở bên trong. Dĩ nhiên là Trương Nghị, thế nào lại là hắn? Lý Thanh Phong vẻ mặt ngốc trệ, trong mắt đều nhanh chừng đến rơi xuống rồi. Luận Tu Vi, Tần Trần, Triệu Linh San, Vương Khải Minh, cái nào đều so Trương Nghị yếu nhược, dựa theo bình thường mà nói, Trương Nghị kiên trì thời gian, tuyệt đối sẽ so ba người bọn hắn trường, nhưng bây giờ... Tần Trần bọn hắn không phải là chết ở bên trong đi à nha. Lý Thanh Phong khóe miệng thì thào, nhịn không được nói. Một bên tiêu chiến lông mày nhíu lại, cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Cái này không phải là không có khả năng. Huyết Linh chỉ tuy nhiên là một hồi cực lớn kỳ ngộ, khả đồng dạng, cũng ẩn chứa cực lớn phong hiểm. Võ giả tiến vào trong đó tẩy lễ, một khi không kiên trì nổi, nhất định phải trước tiên lui ra ngoài. Nếu không, rất có thể sẽ hôn mê ở bên trong, rồi sau đó bị cuồng bạo Huyết Linh trì chi lực, phá hủy thân thể, chết ở bên trong. Điểm này nhâm gì thế lực cường giả tại dưới chướng đệ tử tiến vào trong đó thời điểm đều trước tiên khuyên bảo. Nhưng hàng năm vẫn sẽ có một số võ giả không nghe khuyên bảo cáo, cuối cùng nhất chết ở bên trong. Hiện tại, dựa theo đạo lý, Tần Trần, Triệu Linh San cùng Vương Khải Minh, ba người bọn hắn sớm nên đi ra, có thể đến bây giờ đều không có đi ra, như vậy như Lý Thanh Phong theo như lời, ba người bọn hắn có nhất định khả năng đã chết tại bên trong. Nghĩ tới đây Tiêu Chiến trái tim rồi đột nhiên co rút lại, một hồi lo lắng. Ha ha, Tiêu Chiến, các người đại tề quốc mấy cái tuổi trẻ thiên tài sẽ không đã bị chết ha. Úy Chỉ Thành đột nhiên cười lạnh, mặt lộ vẻ trào phúng. Lập tức đưa tới không ít người chú ý. Ta nhớ được đại Tề quốc lúc này đây đích thật là dẫn theo mấy người trẻ tuổi thiên tài, như thế nào đến bây giờ mới đi ra một cái. Bây giờ cách huyết linh chỉ mở ra đã 6 canh giờ rồi, còn có thể kiên trì xuống đấy, cái nào không phải địa cấp hậu kỳ cấp bậc cao thủ. Đại Tề quốc mấy cái tuổi trẻ thiên tài, ta nhớ được tu vi mới địa cấp sơ kỳ A. Sẽ không chết thật bên trong A, đám người líu lưỡi, nhịn không được kinh hô, nếu như đại tế quốc mấy người trẻ tuổi thiên tài chết thật bên trong, vậy cũng quá khoa trương, lập tức sẽ trở thành Tây Bắc chư quốc trò cười. Hừ, không cần phải ngươi quan tâm, úy chỉ thành, ngươi hay là nhiều quan tâm quan tâm ngươi đại ngụy quốc chính mình thiên tài A, ta đại tế quốc thiên tài, thiên tư chắc tuyệt, bây giờ còn đang huyết linh ao ở bên trong tiếp lễ rửa tội, há lại ngươi đại ngụy quốc thiên mới có thể so với nghĩ đấy. Tiêu chiến quát lạnh, ha ha ha, đến đúng lúc này cãi lại cứng rắn. Úy chỉ thành mặt lộ vẻ cười nhạo, còn thiên tư chắc tuyệt. Huyết linh chỉ mở ra lâu như vậy, trong lịch sử địa cấp sơ kỳ có thể kiên trì 6 canh giờ thiên tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta xem ngươi hay là sớm chúc chuẩn bị quan tài a, à. ha 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 ha. Đại Ngụy quốc tất cả mọi người cười ha hả. Bạn đang nghe chuyện trên obookaudio.com, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái nhợt, không hề ngôn ngữ. Nhưng là trong nội tâm, lại khẩn trương không thôi. Linh San, Tần Trần, Vương Khải Minh, các người có thể ngàn vạn không cần có sự. Nắm đấm rất nhanh, tiêu chiến nội tâm một mảnh lo lắng. Lúc này, huyết linh ao ở bên trong, thấp vị khu thiên tài đã lục tục bị loại bỏ. Địa vị cao khu, tần phong bọn người như trước không có nhúc nhích dấu hiệu. Có thể đi vào cái chỗ này đấy, đều là các thế lực lớn cao cấp nhất thiên tài, nội tâm cũng đều cực kỳ cao ngạo, không cam lòng hạ xuống người xuống. Gặp không có người ly khai, Bọn hắn từng cái âm thầm cắn răng, lẫn nhau âm thầm phân cao thấp, tiến hành một hồi vô hình so đấu. Đột nhiên, có tiếng nước chảy theo thấp vị khu truyền đến, không ngừng tiếp cận. Đang tại hấp thu huyết linh chỉ mọi người nhịn không được mở to mắt, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này rồi, còn có người đến địa vị cao khu. Có thể đến địa vị cao khu thiên tài, sớm nên đến rồi, mà đạt tới không được địa vị cao khu thiên tài, cũng không sai biệt lắm bị loại bỏ rồi, hiện tại mới đến, cũng thật là quỷ dị a. À mỏng manh trong sương mù, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Vương Khải Minh, thấy người tới, tứ vương tử cùng tần phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, dĩ nhiên là cùng bọn họ cùng nhau đến từ đại tề quốc Vương Khải Minh. Làm sao có thể, tiểu tử này sao có thể đến tại đây? Đối với Vương Khải Minh, tần phong là khắc sâu ấn tượng, ban đầu ở Hoàng Cung hắn vẻn vẹn dùng khí thế, liền đem đối phương đánh bay rồi đi ra ngoài, như vậy phế vật cũng có thể đi vào địa vị cao khu. Nói đùa gì vậy, tiểu tử này mới địa cấp sơ kỳ A, vậy mà cũng có thể đi vào địa vị cao khu. Đậu xanh rau má, đây là người sao? 16-17 tuổi địa cấp sơ kỳ võ giả, cũng có thể kiên trì lâu như vậy. Tất cả mọi người nhanh điên rồi, nguyên một đám cơ hồ sụp đổ, bọn hắn vất vất vả vả, quan trọng hơn hàm răng, mới kiên trì lâu như vậy, đều nhanh không kiên trì nổi rồi, một cái so với bọn hắn rõ ràng muốn tuổi trẻ 4 năm tuổi thiếu niên, vậy mà cũng có thể kiên trì hiện tại. Nguyên một đám nội tâm đã gặp phải đả kích thật lớn. Đối mặt mọi người ánh mắt kinh ngạc, Vương Khải Minh bờ môi nhếch, bỏ qua ở đây tất cả mọi người, đi vào địa vị cao khu về sau, trực tiếp tu luyện. Ồ, địa vị cao khu cái kia cao nồng độ huyết linh trì dịch, không nổi ăn mòn nhục thể của hắn, nhưng Vương Khải Minh lại cắn chặt răng, gắt gao trèo trống. Lúc này, hắn đối với Tần Trần tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải Tần Trần lại để cho hắn lĩnh ngộ đau ý, chỉ sợ sớm đã đã bị đào thải. Trần Thiếu, người yên tâm, ta trải qua gian khổ, mới đi đến một bước này, sẽ không để cho người thất vọng đấy, trong mắt phảng phất có hừng hực hỏa diếm tại thiêu đốt, Vương Khải Minh thân hình giống như bàn thạch, lù lù bất động. 7 canh giờ, 8 canh giờ, 9 canh giờ, trong nháy mắt đã trôi qua rồi suốt một ngày. Suốt cục, địa vị cao khu cũng bắt đầu có người không kiên trì nổi. Một gã tên thiên tài, nhào nhào mang theo không cam lòng, trở lại bên cạnh bờ, tu luyện đột phá. Chỉ còn lại có một ít cao cấp nhất thiên tài, vẫn còn đau khổ trèo trống. Lúc này gấp năm lần khu vực chỗ, chìm vào huyết linh đáy ao tần trần, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ông, phảng phất có hai đạo điện quang, theo trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra. Hô, thật bất khả tư nghị, tiếp trước thời điểm, ta chỉ nghe nói qua linh tủy dịch công hiệu, không nghĩ tới cái này linh tủy dịch, thật không ngờ tinh diệu. Cảm nhận được thân thể biến hóa, tần trần đều có chút khó có thể tin. Linh tủy dịch, có chứa thật lớn phá hư chi lực, nhưng đồng dạng, có được kinh người trị hết chi lực. Cặp mắt của hắn vừa mới tại vừa tiến vào huyết linh trì thời điểm, tự bị khủng bố lực lượng cho lộng mù, có thể trải qua tu luyện về sau, ngược lại bị trị hết, đồng thời con mắt cường độ so với ngay từ đầu, ít nhất mạnh mấy lần. Không chỉ có là ngũ giác, nhục thể của ta, so trước kia ít nhất mạnh vài lần, lực lượng theo 50 mã chi lực, cũng tăng lên tới rồi ít nhất một hai trăm mã chi lực, hơn nữa huyết mạch chi lực, cũng đã nhận được lột xác, lực phòng ngự phương diện cũng đã đạt đến cực hạn, thậm chí liền tinh thần lực, cũng đều đột phá đến rồi cấp 2. Tần trần âm thầm khiếp sợ, tiếp trước thời điểm, hắn tuy nhiên nghe nói qua linh tủy dịch, nhưng cũng không chính thức thể nghiệm qua, bởi vì linh tủy dịch công hiệu đối với huyền cấp phía dưới võ giả hữu hiệu huyền cấp đã ngoài võ giả một khi hấp thu khủng bố linh tủy chi lực nếu không không cách nào tăng lên thân thể cường độ ngược lại sẽ phá hư võ giả kinh mạch trong cơ thể làm hắn trở thành một tên phế nhân đồng thời linh tủy dịch đối với tuổi cũng có yêu cầu 30 đã ngoài võ giả kinh mạch cùng thân thể đã định hình cũng không cách nào hấp thu đây cũng là tiêu chiến các loại các đại vương quốc cường giả không tiến vào huyết linh chỉ tẩy lễ nguyên nhân trong cơ thể ta linh tủy dịch chi lực không sai biệt lắm đã hấp thu vậy là đủ rồi, bình thường có được linh tủy trì địa phương, thường thường sẽ có được linh tủy tinh, đây chính là so linh tủy dịch càng thêm quý trọng bảo vật, cũng không thể lãng phí. Hai chân đong đưa, tần trần hướng về linh tủy trì chỗ càng sâu chỗ bơi đi. Bình thường sinh ra đời linh tủy dịch địa phương, đều sẽ có được linh tủy tinh, vật ấy được gọi là linh tủy chi nguyên, là sinh ra linh tủy dịch căn nguyên. Mỗi một quả linh tủy tinh đều có thể liên tục không ngừng sinh ra đời linh tủy dịch, mặc dù là tại võ vực cũng có thể nói vật báu vô giá, khó gặp, Quả nhiên, tại đi vào linh tủy trì ở trong chỗ sâu về sau, tần trần tại sâu đậm đáy đầm, phát hiện một quả trắng sữa tinh thể. Quả nhiên có linh tủy tinh, tần trần đại hỉ, đem linh tủy tinh nhặt lên, để vào chữ vật giới chỉ. Kế tiếp, hắn lại đang đáy đầm đã tìm được hai quả linh tủy tinh. Lúc này, tại đây linh tủy dịch nồng độ, đã đạt đến tít mãi bên ngoài gấp 10 lần, thuộc về linh tủy trì trọng yếu nhất khu vực. Lớn như vậy một cái linh tủy trì, không có khả năng chỉ có như vậy mấy quả linh tủy tinh, có lẽ còn có. Ngay tại Tần Trần chuẩn bị tiếp tục hướng trước thời điểm, phía trước bỗng nhiên có một đạo trận pháp chấn động, ngăn trở đường đi của hắn, đúng là cái kia tứ giai mê hồn khốn trận. Vướng bận, lắc đầu, Tần Trần im lặng, chỉ bằng cái này tứ giai mê hồn khốn trận, cũng muốn ngăn trở hắn siêu tầm linh tùy tinh. Tinh thần lực tràn ngập, Tần Trần lập tức đã tìm được mấy cái mê hồn khốn trận không môn, xuyên tới. Quả nhiên tại mê hồn khốn trận mặt khác hơi nghiêng, Tần Trần lại phát hiện mấy quả linh tùy tinh. Tổng cộng đã tìm được 8 quả, cảm giác lấy trong chữ vật giới chỉ tám khỏa linh thủy tinh tần trần trong nội tâm mừng rỡ đồng thời vô ý thức chui ra rồi chìm mặt ai một đạo thanh thúy dễ nghe giống như tựa thiên tiên giọng nữ lập tức truyền vào tần trần trong tai